Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 3 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Tối hôm qua, Linh Đan đã gọi điện cho dì Yến để hỏi rõ những chuyện đã xảy ra trong thời gian mà cô bị mất trí nhớ. Cô biết rằng khoảng thời gian đó, cô và con trai của mình sống cùng với Hải Đăng vô cùng hạnh phúc. Bây giờ, lúc này đây, sự tiếp xúc thân mật giữa hai người khiến cho trái tim của cô đập loạn nhịp, lại càng thêm khó xử hơn bao giờ hết. Chỉ cần em chịu làm việc ở đây, thì em muốn gì anh cũng chiều theo ý của em. Cô vừa định đưa tay đẩy anh ra thì Hải Đăng đã giữ lấy cổ tay của cô. Anh dùng gương mặt tuấn tú kề sát mặt cô. Hai đôi môi chỉ còn một chút nữa thôi là chạm vào nhau rồi. Tôi muốn trở lại như cũ. Anh... Cô còn chưa nói xong câu, anh đã dùng đôi môi hư hỏng của mình khóa chặt môi cô lại. Bàn tay mảnh khảnh liên tục đánh vào người của Hải Đăng. Nhưng cô càng chống cự thì anh lại càng hôn cuồng nhiệt hơn. Không thể nào dùng lực với người đàn ông táo bạo này, chỉ còn cách là cắn môi anh, khiến cho nụ hôn của anh đang hưởng thụ trở thành cơn đau đớn buộc anh phải dừng lại. Cảm giác đau ở môi làm cho anh cau mày. Vừa rời khỏi nụ hôn, anh đã đưa tay chạm vào môi mình, có chút chất lỏng màu đỏ dính trên ngón tay. Cô hoang mang nhìn anh, thấy môi anh bị thương thì có chút đau lòng. Thật tâm cô chỉ muốn anh dừng lại thôi, không nghĩ sẽ cắn mạnh đến mức mà anh chảy máu. Hải Đăng à, tôi... Anh vòng tay ra sau eo của cô, kéo cô tiến sát vào người mình hơn. Cắn rồi thì em phải chịu trách nhiệm thôi. Cô ngớ người ra, dè dặt nhìn anh lên tiếng hỏi. Chợt anh bế thốc cô lên. Cô giật mình đưa tay ôm cổ anh. Anh đặt cô ngồi xuống ghế, gương mặt nở ra nụ cười quyến rũ, pha lẫn một chút gian xảo. Ở lại đây làm việc với anh. Cô vừa định đứng dậy thì Hải Đăng đã chạm tay vào vai cô, giữ cô ngồi yên vị ở chỗ đó. Em muốn ngồi ngoan ngoãn làm việc hay là muốn... Anh đưa tay chỉ vào môi, chẳng khác nào đang đe dọa. Nếu như cô không ngoan ngoãn thì anh sẽ hôn luôn bây giờ. Anh đúng là lắm trò thật đấy. Nhưng mà tôi cảm thấy không an toàn khi làm việc cùng phòng với anh thế này. Hở một chút là đến gần cô. Anh cứ như vậy thì bảo làm sao cô lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Đôi môi của người đàn ông khẽ cong. Anh buông tay ra khỏi vai cô, giọng nói dịu dàng vang lên. Không an toàn sao? Trong mắt em, anh nguy hiểm đến như vậy cơ à? Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không làm gì em đâu. Câu nói này của anh càng khiến cho cô thêm hoài nghi. Làm sao mà có thể tin tưởng một kẻ gian manh giống như anh cơ chứ? Có điều anh vẫn một mực không chịu để bàn làm việc của cô trở lại phòng thiết kế. Cô cũng chỉ biết bất lực mà thôi. Trong quán rượu tĩnh lặng, nơi đây bán rượu nhưng mà tuyệt nhiên không phải là quán bar, bởi vì bầu không khí của quán vô cùng yên tĩnh, vô cùng thích hợp cho những ai muốn uống rượu, chiêm nghiệm cuộc sống, thẩm thấu nỗi buồn và âm nhạc du dương, dẫn lối tâm tư trĩu nặng, được dịp bộc lộ ra bên ngoài. Hải Đăng đến đây một mình, anh nhâm nhi vài ba ly rượu, suy nghĩ về cô, về hành trình cưa đổ vợ cũ trong thời gian sắp tới của mình, có lẽ sẽ vô cùng khó khăn. Có vài ba nữ nhân viên muốn đến tiếp rượu, cùng anh tâm sự chuyện đời. Một cô gái mặc váy ngắn trên đầu gối, áo hai dây để lộ ra cảnh xuân nóng bỏng ngồi xuống ghế. Trong chớp nhoáng có chút quá trớn mà nhích người đến sát gần Hải Đăng.
Anh đẹp trai, hay là để em rót rượu cho anh nhé. Anh có tâm sự gì có đúng không? Em sẵn sàng lắng nghe đây. Ngay lập tức, anh ngồi xích ra, giữ khoảng cách với gái lạ đang có ý quyến rũ mình. Đi chỗ khác đi. Lời nói của anh rất nghiêm túc, vẻ mặt thì cáu gắt, khiến cho mấy nữ nhân viên đang nhen nhóm ý định câu giật anh lập tức tránh xa. Cô gái đang ngồi kia cũng lập tức thận trọng, thế nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ mục đích với miếng mồi ngon trước mặt mình. Cô ta tử tốn hơn trong việc tiếp cận anh, nhìn qua là biết đây là nhân viên hầu rượu dày dặn kinh nghiệm, không giống người non nớt mới vào nghề. Anh trai, rượu ngon thì phải có người tâm tình chứ, để em rót rượu cho anh nhé. Ánh mắt của Hải Đăng trong phút chốc trở nên dằn xuống dữ tợn. Mấy tuyệt chiêu dùng nhan sắc và sự ngọt ngào lấy lòng đàn ông, anh căn bản là không thể nào lung lay. Tôi nói cô biến đi cơ mà. Từ trước đến nay chưa có vị khách nam nào cục xúc với cô ta như vậy. Nữ nhân viên tức giận đứng dậy, không quên dậm chân một cái, tỏ ra giận dỗi. Không cần thì thôi, làm cái gì mà ghê thế? Cô ta ống à ống ẹo bỏ đi. Hải Đăng vẫn lạnh lùng, không có một chút biểu cảm nào. Bất chợt vóc dáng của một cô gái bước đến gần anh. Anh đang cúi mặt rót rượu, loáng thoáng nhìn thấy đôi chân thon dài, cứ ngỡ lại là nhân viên muốn hầu rượu thì gằn giọng. Đi chỗ khác đi. Đúng lúc này giọng nói quen thuộc vang lên, người kia cũng ngồi xuống. Là em đây, sao anh lại uống rượu một mình thế này, Hải Đăng? Anh ngước mắt lên nhìn, thì ra là Bối Trúc Kiều. Người muốn gặp thì cứ lảng tránh, còn kẻ không muốn gặp thì cứ sấn tới. Bầu không khí giữa anh và cô ta rơi vào trong khoảng không im lặng đến đáng sợ, bởi vì anh không trả lời. Nhưng với độ dày mặt thượng thừa của Bối Trúc Kiều, cô ta làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy cơ chứ? Uống một mình sẽ cô đơn lắm đấy, hay là em uống rượu cùng anh nhé? Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn xuồng xã đến mức dẹp bỏ cả sĩ diện, ngang nhiên khoác tay anh. Ngay lập tức anh rút tay về. Anh đứng dậy nhìn cô ta bằng ánh mắt khó chịu. Đừng làm phiền tôi, tránh xa tôi ra một chút. Vừa nói dứt câu, anh cầm chai rượu và cả cái ly di chuyển sang trước bàn khác. Bối Trúc Kiều nhận sự ê mặt bởi vì thái độ và hành động lạnh lùng từ người đàn ông. Cô ta nắm chặt bàn tay, vẻ mặt lộ rõ sự không cam tâm. Trúc Kiều trùng hợp đến quán rượu này cùng với vài người bạn trong buổi đi chơi thâu đêm của hôm nay. Nào ngờ đâu gặp được anh ở đây. Cô ta muốn nhân cơ hội tiếp cận anh, nhưng bị anh phũ phàng đến nhục nhã. Anh ngồi uống vài ly rượu, nghĩ ngợi một hồi, dường như là đã nảy sinh ý tưởng nào đó, cầm chai rượu đi vào trong nhà vệ sinh, không một chút chần chừ đổ rượu ra tay, rồi nhanh chóng thoa lên quần áo của mình. Vẻ mặt của anh toát lên sự hài lòng, đúng là một tên lắm trò nhiều kế. Đã hơn 10 giờ khuya, Tiểu Phi đã ngủ say. Linh Đan đang tranh thủ vẽ mẫu thiết kế mới cho shop thời trang của mình. Thắt lưng của cô bắt đầu có cảm giác đau mỏi. Linh Đan vòng tay ra đằng sau, tự đấm đấm vào lưng vài cái, rồi tắt hẳn iPad đèn ngủ. Đã đến lúc cô cần nằm xuống nghỉ ngơi. Có điều chưa kịp ngả lưng xuống giường, cô lại nghe thấy có tiếng chuông cổng. Giờ này dì Ly đã về phòng ngủ từ lâu. Cô đành ra ngoài xem thế nào, trong lòng có chút hồi hộp. Căn nhà cô đang ở vốn dĩ nhỏ gọn, bởi vì chỉ có 3 người nên không có lầu. Một căn nhà trệt đầy đủ tiện nghi, phần sân nhà đủ rộng để đỗ chiếc xe ô tô của cô. Linh Đan vừa mở cửa đã nhìn thấy Lộ Hải Đăng đang đứng ngoài cổng, nhưng mà không thấy xe của anh đâu cả. Anh đến đây để làm gì chứ? Dáng vẻ của người đàn ông loạng trà loạng choạng, lời nói y hệt như người đang say bí tỉ. Anh nhớ em, Linh Đan. Cô nhìn thấy biểu hiện của anh rất lạ nên mở cổng xem cho rõ tình hình. Anh đứng không vững, vừa nhìn thấy cô đi ra thì ngã nhào vào trong người cô. Anh nhớ em, anh thật sự là rất nhớ em, Linh Đan à. Cô có thể ngửi rõ mùi rượu nồng nặc trên người anh,
nhận ra anh đã uống quá nhiều rượu. Sao anh không về nhà đi? Anh say lắm rồi đấy. Hải Đăng vòng tay ôm chặt lấy cô. Lúc này đây, liêm sỉ với anh đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Ở đâu có em, thì nơi đó là nhà của anh rồi. Đến cả say mà người đàn ông này vẫn dẻo miệng thật đấy, thả thính chuyên nghiệp đến mức mà cô cảm thấy thật là bất ngờ. Thấy anh quá say rồi, cô có chút bối rối. Trước mắt cứ đưa anh vào trong nhà đã, đứng ngoài này lát nữa trúng gió, cảm lạnh thì lại khổ cô. Cô dìu anh ngồi xuống ghế sofa, rồi bước vào trong phòng. Người đàn ông giả vờ nhìn theo cô, sự xảo quyệt lộ rõ trên từng nét mặt. Tốt thật, cô ấy không phát hiện ra rồi. Vài giây sau, cô đã quay trở lại. Anh vẫn đang giả vờ say xỉn nằm trên sofa. Cô vừa cầm điện thoại, vừa ấn vào một dãy số. Gọi taxi đưa anh ấy về nhà. Cô đình ninh nghĩ rằng do anh uống say, cho nên ai đó tốt bụng giúp anh gọi taxi. Sau đó, anh nói với bác tài địa chỉ nhà cô, nên được đưa đến đây chăng? Bây giờ cô sẽ gọi tiếp taxi đưa anh về đúng địa chỉ nhà của anh. Nghe cô lầm bầm như vậy, anh giật mình khi mà nhìn thấy cô muốn tống cổ mình ra khỏi nhà. Ngay khoảnh khắc cô vừa ấn nút gọi đi, chuẩn bị đưa điện thoại lên tai nghe, thì anh đã lập tức bật dậy. Nhanh như chớp, Hải Đăng nắm tay cô kéo về phía mình, tay còn lại thì chạm vào gương mặt xinh đẹp, khóa chặt môi cô bởi nụ hôn cuồng nhiệt đầy bất ngờ. Ở bên kia đầu dây vang lên tiếng nói alo của tài xế taxi. Thế nhưng Linh Đan bây giờ lại không thể nào trả lời, môi cô đã bị khóa chặt. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng tất nhiên là vô dụng. Không nhận được hồi âm, đầu dây bên kia tắt máy. Anh không những không buông tha cho Linh Đan mà còn bế cô trên tay, môi không chịu tách rời, đặt cô nằm xuống sofa, khóa chặt cô trong vòng tay của mình. Mùi rượu nồng nặc khiến cho Linh Đan choáng ngợp. Cô nghĩ rằng có lẽ anh say thật rồi, cho nên mới làm càn. Điện thoại trên tay cô bất giác trượt rơi xuống sàn nhà. Đến lúc mà cô sắp ngạt thở, anh mới chịu buông tha cho cô. Thế nhưng vẫn vô cùng vương vấn nụ hôn ngọt ngào vừa rồi. Hai người bốn mắt chạm nhau, cô bối rối, cứ nghĩ rằng anh đang say, nên cho dù có mắng anh cũng không đủ tỉnh táo để hiểu cô nói gì đâu. Anh đưa tay chạm mặt cô, ngón tay lướt nhẹ trên đôi môi mềm mại. Rõ ràng đã ly hôn rồi, cô đã dọn đến nhà ở riêng rồi, vậy mà anh vẫn mò mẫm đến đây, còn chế trụ cô thế này. Tên này đúng là mất nết, không ai bằng. Anh... Cô còn chưa kịp nói xong câu thì người đàn ông đã cuồng nhiệt tiếp tục chiếm lấy đôi môi của cô. Ngay khoảnh khắc gần kề, anh làm sao có thể kiềm lòng cơ chứ? Bàn tay hư hỏng bắt đầu tìm kiếm hình chữ S trên cơ thể của cô. Cô nhận ra điều anh sắp làm, muốn ngăn cản, nhưng tất nhiên chỉ khiến cho hành động của anh càng thêm phần mãnh liệt mà thôi. Hải Đăng thì gương mặt vô cùng đắc ý khi mà giờ đây cô đã nằm gọn trong tay của anh rồi. Anh hôn lên má cô, trong phút chốc lại tiến đến vành tai, khiến cô không khỏi rùng mình, giọng nói ấm áp kề cận bên tai. Anh yêu em, Linh Đan. Câu nói đó khiến trái tim của cô đập rất mạnh. Người ta nói rằng kẻ say không biết nói dối, nhưng anh nào có say chứ, chỉ là giả vờ say thôi. Thực ra anh nói yêu cô là một lời nói vô cùng chân thành. Song song với câu nói bày tỏ tình cảm, bàn tay anh theo đà quen thuộc mà bắt đầu chiếm lấy từng nơi trên cơ thể của cô, tiến đến cặp đùi trắng mịn. Cô nhận ra rõ ràng việc anh muốn làm là cái gì, rối bời trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Dù sao cả hai người cũng đâu phải lần đầu tiên làm chuyện này đâu, nhưng mà chẳng lẽ cô lại để yên, mặc cho anh muốn làm gì cũng được. Cả hai đã ly hôn rồi, như thế này không ổn đâu. Trong lúc cô còn đang bận nghĩ ngợi, thì mảnh vải mong manh che chắn cuối cùng trên cơ thể của cô đã bị gỡ bỏ. Cô có chút hoảng hốt, còn chưa kịp định hình thì anh đã chiếm lấy cô rồi. Con đang ngủ đấy. Em yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng. Lời nói ôn nhu nhưng khiến cho cô cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Bàn tay to lớn của anh
bắt đầu cởi bỏ thoăn thoắt những gì còn vướng víu trên cơ thể của chính anh. Người đàn ông này lúc nào cũng như vậy, luôn luôn bất ngờ mà không dùng biện pháp. Cô thì vẫn nghĩ anh đang say xỉn. Cô ngây thơ như vậy, bảo sao bị anh ăn sạch. Anh ôm cô vào trong lòng, kéo chăn đắp cho cả hai. Khi mà cơn ân ái qua đi, cô quay người nhìn anh. Để cô không phát hiện ra điều bất thường, anh giả vờ nhắm mắt ngủ, nhưng mà thực ra đang rất mãn nguyện trong lòng. Bất giác cô đưa tay chạm vào gương mặt của anh, nhận ra mình đã bị nhan sắc mỹ nam này quyến rũ. Cuối cùng thì cô cũng không thể nào tránh khỏi việc mê trai. Thật ra ngay từ đầu, nếu cô không yêu thì đã chẳng để anh làm chuyện này với mình rồi. Đúng là mê trai đầu thai mới hết. Đôi mắt dần dần hé mở sau đêm cuồng nhiệt. Người đàn ông vòng tay định ôm lấy cô gái bên cạnh, nhưng mà chợt nhận ra bên cạnh trống không. Anh ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng, rồi bước xuống giường, mặc quần áo vào, đến bên cạnh nôi của Tiểu Phi. Thấy con trai vẫn còn đang ngủ say, anh nở ra nụ cười, đưa tay vuốt vuốt gò má bầu bĩnh của con. Để con ngủ thêm một chút nữa, anh làm vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng tìm vợ. Bước vào trong bếp, anh thấy cô đang nấu ăn cùng với dì Ly. Nhìn thấy anh, dì ngạc nhiên thốt lên. Cậu Hải Đăng, cậu đến đây từ bao giờ thế? Cô chưa nói với dì Ly sự xuất hiện của anh. Nửa đêm anh mò đến đây, còn say xỉn, lụy tình. Hải cô cả đêm qua bị anh hành cho, vận động đến mệt, giã cả người. Hải Đăng ôn nhu lên tiếng. Dạ, con đến từ tối qua rồi, dì à? Dì Ly thật sự là không hiểu nổi đôi trẻ này rốt cuộc là thế nào đây. Cho dù đã ly hôn, nhưng trước đây vì cô bị mất trí nhớ về sống cùng với anh, đến khi mà cô nhớ lại mọi chuyện, nằng nặc bỏ anh trở về nhà. Bây giờ thì người đàn ông này lại đang đứng sừng sững giữa nhà, còn cùng cô qua đêm. Cặp tình nhân này thật sự là khiến cho dì Ly đau đầu quá đi thôi. Anh ăn sáng luôn đi, rồi về nhà thay đồ đi làm. Cô vừa nói vừa dọn thức ăn ra bàn, là món trứng ốp la. Tuy rằng đơn giản nhưng vô cùng thơm ngon trong một buổi sáng ngày mới tốt lành. Người đàn ông nở ra nụ cười, nhìn cô bằng ánh mắt si mê. Thấy vợ dịu dàng với mình như vậy, anh vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn em, Linh Đan. Linh Đan cùng anh ngồi xuống ăn sáng. Tiểu Phi thức dậy khá muộn. Mọi ngày sau khi mà cô ăn sáng xong, cậu bé mới dậy. Cô sẽ vệ sinh cá nhân, thay đồ cho con ăn sữa mẹ, rồi đưa con đến nhà dì Yến. Người đàn ông lên tiếng. Chuyện đêm qua... Nghe anh nói đến đây, cô đủ biết anh muốn đề cập đến vấn đề gì. Cô vẫn nghĩ rằng anh say xỉn, cho nên không biết là anh có nhớ rõ hai người đã ân ái với nhau không. Đêm qua anh say rượu rồi anh đến đây. Cô không hỏi thẳng anh, bởi vì cô cảm thấy ngại. Thôi thì cứ buông đại một câu để dò xét xem tình hình thế nào, xem là anh trả lời ra sao. Anh xin lỗi về chuyện tối qua. Nghe được câu nói này, anh đã có thể chắc chắn khẳng định rằng anh vẫn nhớ chuyện tối qua mình làm. Cô có chút ngượng ngùng. Đêm tối lăn trên giường cùng nhau, sáng ra lập tức rơi vào trong tình cảnh khó xử thế này đây. Anh cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra là được rồi. Cô bỗng chốc trở nên lạnh lùng, khiến anh không khỏi hụt hẫng. Anh nhẹ giọng, ánh mắt cẩn thận quan sát thái độ của cô. Sao lại có thể xem như chưa có chuyện gì chứ? Em giận anh đấy à? Đêm qua thì quấn nhau không khe hở, bây giờ cô đang xấu hổ chết đi được. Nhưng mà không thể nào để cho anh thấy cảm xúc thật trong lòng cô, chỉ đành tỏ ra phũ phàng mà thôi. Anh ăn đi, rồi về chuẩn bị đến công ty. Tôi phải vào chăm Tiểu Phi. Linh Đan nói xong đứng dậy rồi bàn ăn. Bây giờ chỉ còn cách này mới có thể trốn tránh được cuộc nói chuyện liên quan đến đêm qua, rồi ân ân ái ái giữa cả hai. Hải Đăng cũng đứng dậy, vội vàng bước đến ôm lấy cô từ đằng sau. Lát nữa anh đến đưa em đi làm có được không? Cô gạt tay anh ra. Cho dù trong lòng còn yêu anh, nhưng lại không muốn mù quáng lụy tình như trước đây.
Cô cũng không nghĩ đến chuyện sẽ quay lại với người đàn ông này. Cô không có lòng tin vào tình cảm của anh nữa. Không cần đâu, tôi tự đi được. Linh Đan quay người lại, đối diện với anh. Ánh mắt tỏ ra lạnh lùng, cho dù anh đối xử với cô vô cùng dịu dàng. Tôi nghĩ rằng anh đừng đến tìm tôi nữa. Nếu có lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không mở cửa đâu. Cô dứt khoát nói xong thì xoay người bỏ vào trong phòng để mặc cho Hải Đăng đứng đó. Cảm giác hạnh phúc chỉ vừa chớm nở đã lập tức vụt tắt. Để có thể được ở bên cạnh vợ như trước đây đúng là không thể dễ dàng một chút nào. Biết được chuyện cô hồi phục trí nhớ thì người vui mừng nhất không thể nào không kể đến là Vu Tuấn. Anh ta cảm thấy niềm hy vọng trong lòng mình đã quay trở lại. Anh ta không ngừng theo đuổi người con gái mà mình đã yêu thương trong suốt nhiều năm qua. Hôm nay Linh Đan không đến Du Hy, dành thời gian để hoàn thành những công việc còn đang dang dở của shop thời trang Fazi. Cô nhận được cuộc gọi từ Hải Đăng. Anh nói rằng muốn cùng cô và con đón sinh nhật ở villa. Cô vẫn nhớ sinh nhật của anh, chỉ là cô không muốn bận tâm đến mà thôi. Từng vì anh mà âm thầm bay sang Pháp, làm mọi thứ để được đón sinh nhật cùng anh. Nhưng đến khi anh vừa nhìn thấy cô, bảo cô đến làm gì, tỏ thái độ đuổi cô về. Đau lòng một lần thôi là quá đủ rồi. Anh muốn đón sinh nhật thì tự đón đi, cô không muốn dính líu đến anh nữa. Không chần chừ, Linh Đan đã thẳng thừng nói lời từ chối. Nhưng mà Hải Đăng thì vẫn mặt dày, bảo rằng hôm nay sẽ chờ cô và con đến. Thôi thì mặc kệ anh, cô muốn anh hiểu rằng có những điều tốt đẹp chỉ đến có một lần thôi. Bỏ lỡ rồi thì sẽ chẳng còn cơ hội tận hưởng lần thứ hai. Linh Đan thừa nhận mình yêu anh, nhưng kể từ sau khi ly hôn, cô đã yêu bằng lý trí thay vì lắng nghe trái tim như trước đây rồi. Sau khi tan làm, cô trở về nhà. Hôm nay cô gửi bé Tiểu Phi ở nhà dì Yến muộn một chút bởi vì cô có một cuộc hẹn ăn tối. Cô chọn cho mình chiếc đầm xanh ngọc trang nhã, kín đáo. Ăn mặc tươm tất, chỉn chu, mái tóc dài gợn sóng, xinh đẹp, tô thêm son môi màu rượu vang. Dùng mạo sắc sảo, vừa nhìn đã toát lên sự kiều diễm khó rời mắt. Cô tự mình lái xe đến nhà hàng Nila. Sau khi mà đỗ xe vào gara, cô bước vào bên trong, nhân viên tận tình đưa cô đến bàn được đặt sẵn. Người đàn ông đã ngồi chờ cô từ nãy đến giờ, anh muốn đến sớm để thể hiện thành ý với mỹ nhân. Em đến rồi đấy à, Linh Đan? Vũ Tuấn vội vàng đứng dậy, rời chỗ ngồi kéo ghế cho cô. Hành động ga lăng, lịch thiệp, ánh mắt say đắm nhìn cô không rồi. Anh muốn đến đón em, nhưng em cứ không chịu. Linh Đan nở ra nụ cười, yêu kiều ngồi xuống ghế. Không cần đâu, em tự đến đây cũng được mà. Ban đầu, Vu Tuấn một mực muốn đến tận nơi đón cô, nhưng mà cô đã từ chối. Trước đây, khi mang thai Tiểu Phi được 4 tháng, cô đã sang Úc. Ở đó đến lúc mà sinh nở mới trở về, bởi vì lo lắng Vu Tuấn sẽ phát hiện chuyện cô mang thai. Bởi vì từ sau khi mà cô ly hôn, Vu Tuấn rất hay tìm đến shop thời trang thăm cô. Đôi khi anh ta cũng ghé qua nhà, mua cho cô ít đồ ăn và cùng cô trò chuyện. Đã nhiều lần nói thẳng rằng bản thân mình sẽ chỉ xem anh là anh trai. Vậy mà Vu Tuấn bỏ ngoài tai sự khẳng định chắc nịch của cô, không ngừng theo đuổi, không ngừng hy vọng sẽ có ngày trái tim của cô rung động. Anh đã đặt sẵn món em thích rồi đấy, để anh bảo phục vụ dọn lên nha. Linh Đan mỉm cười, thật tâm cô xem anh là một người anh trai, nhưng mà sự cố chấp của anh khiến cô đôi lúc cũng khó xử. Vu Tuấn rất quan tâm đến cô, những món mà cô thích, anh đều biết rõ ràng. Suốt 10 năm qua chưa từng từ bỏ, chỉ chung tình với một mình Linh Đan. Tiếc rằng trái tim cô lại dành cho Hải Đăng. Dù bây giờ đây cô vẫn yêu anh ấy, nhưng lại không muốn trở về bên cạnh anh nữa. Hình ảnh cô và Vu Tuấn dùng bữa đã vô tình va vào tầm mắt của một ai đó cũng có mặt trong nhà hàng. Mọi thứ đã sẵn sàng, bàn tiệc dành cho cặp đôi, không gian phòng bày trí lãng mạn, có nến, có hoa, nhưng không có Linh Đan. Hải Đăng đã chờ đợi cô trong nhiều giờ,
Anh vẫn hy vọng rằng cô sẽ đến. Anh nghĩ cô còn giận anh nên tỏ ra lạnh lùng thôi. Nhưng cô sẽ không bao giờ phũ phàng đến mức không đến dự sinh nhật của anh đâu. Nào ngờ đâu, cô phũ phàng thật. Cô thật sự không đến, đã trễ giờ hẹn. Nhưng Linh Đan không có mặt và không hề gọi điện cho anh một cuộc nào. Điều đau lòng hơn cả đó chính là anh đã nhìn thấy ảnh cô đi ăn tối cùng với Vu Tuấn. Trùng hợp thế nào, hôm nay Bách Tiên cũng đến nhà hàng Nila để dùng bữa cùng bạn bè. Cô ấy vô tình nhìn thấy Linh Đan đang dùng bữa với Vu Tuấn. Cách đây vài ngày thì Hải Đăng và Bách Tiên có dịp gặp nhau, cùng nhau đi dự đám cưới của một người anh em trong dòng họ. Hai chị em đã trò chuyện với nhau. Anh tâm sự với Bách Tiên về chuyện muốn theo đuổi vợ cũ, cũng khẳng định rằng bây giờ anh rất yêu vợ cũ. Bản thân Bách Tiên cũng biết Vu Tuấn thích Linh Đan từ lâu rồi. Cô ấy hứa với Hải Đăng sẽ hẹn gặp Linh Đan vào một ngày nào đó để mà giúp Hải Đăng thăm dò xem suy nghĩ bây giờ của Linh Đan là gì. Chính vì vậy, khi mà thấy Linh Đan đi ăn tối cùng với Vu Tuấn, Bạch Tiên đã lấy điện thoại ra chụp ảnh và gửi ảnh cho Hải Đăng xem. Cô ấy còn lo lắng phải chăng Linh Đan đang hẹn hò với Vu Tuấn. Nếu như vậy thật thì khổ cho em họ quá rồi, ôm mộng tương tư mà đơn phương trong đau khổ. Hải Đăng khui rượu, một mình ngồi nhâm nhi thứ chất lỏng có cồn. Người anh yêu đã tuyệt tình không đến, giống như cái cách mà anh hờ hững phớt lờ cô khi cô cất công sang Pháp muốn đón sinh nhật cùng với anh năm xưa. Có tiếng chuông cửa vang lên. Linh Đan rõ ràng nhìn thấy anh đến nhưng mà không mở cửa. Hải Đăng gọi điện cho cô, Linh Đan cũng không nghe máy. Cô thật sự là muốn kết thúc như thế này. Bây giờ anh như muốn phát điên lên khi mà nhận sự phũ phàng né tránh từ cô. Gió bên ngoài thổi mạnh, trời gầm lên liên tục. Những âm thanh lớn, dai dẳng khiến cho Linh Đan có chút giật mình. Linh Đan ngó ra ngoài, anh vẫn đang bền bỉ đứng đó. Cô chỉ đành bước ra, cách anh bởi hàng rào chắn mà lên tiếng. Anh về đi, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Hải Đăng nhìn cô, ánh mắt buồn bã, sự tuyệt vọng đang đeo bám lấy anh. Khoảnh khắc này đây anh mới biết thế nào là đau đớn khi mà đánh mất người mình yêu thương. Em đã có người khác rồi, đúng không? Linh Đan hoang mang khi mà tự dưng anh lại hỏi cô câu đó, lại thêm thái độ vô cùng nghiêm túc của anh lúc này, càng làm cho cô khó hiểu hơn. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh về đi, đừng làm phiền đến tôi nữa. Vừa nói dứt lời, cô đóng cửa cái sầm rồi bỏ vào trong nhà. Anh nhìn theo bóng dáng của cô, khóe mắt cay cay, bởi vì nghĩ rằng cô thật sự có tình cảm với Vu Tuấn nên mới vô tâm với anh như thế này. Một lúc sau, trời đổ mưa lớn, mưa như chút nước. Linh Đan lo lắng nhìn ra ngoài trời, tiếng sấm chớp vừa đánh rền vang đã khiến cho Tiểu Phi giật mình cúi khóc. Cô bế con vào trong lòng, liên tục vỗ về con trai. Mẹ thương con đến đi, đừng sợ nha. Cô lo lắng cho nên bế con ra ngoài phòng khách để ngó ra bên ngoài xem tình hình thế nào. Cô bất ngờ khi mà nhìn thấy Hải Đăng vẫn đang đứng yên ở vị trí đó. Trời mưa lớn vẫn cứ đổ xuống ầm ầm. Tại sao không vào trong xe mà trú mưa đi? Anh ấy điên thật rồi. Mặc cho cơn mưa vô tình tuôn rơi xối xả thì Hải Đăng vẫn đứng lặng lẽ ở trước nhà cô. Cô vội vàng dỗ con trai, đặt con vào trong nôi, nhờ dì Ly trông giúp. Sau đó cầm ô bước thẳng ra bên ngoài. Vừa mở cổng ra đã che ô cho anh, miệng lập tức mắng ngay. Anh điên rồi có đúng không? Mưa lớn như vậy mà đứng đây để làm gì chứ? Anh vòng tay ra đằng sau cổ của cô, bất ngờ kéo cô về phía mình. Trong cơn mưa tầm tã, dưới tán ô che chắn, hai người trao cho nhau nụ hôn lãng mạn. Nhưng mà thực ra thì trong lòng cô đang rất hoang mang. Chỉ đành để cho anh mặt dày đi vào trong nhà. Anh hắt hơi liên tục, xem ra đã bị cảm vì mưa rồi. Cô lấy khăn lau cho anh, vừa chăm Tiểu Phi bé nhỏ, lại phải lo cho bé bự lì lợm này đây. Chồng anh ướt sũng khiến cô thấy xót. Cô vừa thấm khô tóc cho anh, vừa lên tiếng cằn nhằn. Mưa lớn như vậy
Sao anh không vào xe đi? Để ướt hết cả người rồi. Đúng là có phải trẻ con đâu. Anh trồng cây si trước nhà cô vào lúc trời mưa nặng hạt, quả thật đã làm cho cô xúc động, nhưng bề ngoài thì vẫn tỏ ra hờ hững. Phụ nữ đôi khi nên làm giá một chút để đàn ông biết trân trọng. Nếu không làm như vậy thì làm sao mà em mở cửa cho anh vào nhà chứ? Anh trả lời thế này, cô biết phải nói gì đây? Không có đồ cho anh thay đâu. Làm thế nào bây giờ đây? Nhà cô thì làm gì có quần áo của đàn ông, cũng không thể nào mặc trang phục ướt như vậy. Anh lại hắt xì hơi mấy cái, nếu để lâu thêm một chút nữa, e rằng sẽ cảm nặng hơn. Cô nghĩ tới nghĩ lui, chợt nhớ ra một điều gì đó, hai mắt sáng quắc. Anh chờ tôi một lát nha. Cô đi vào trong phòng rồi trở ra, trên tay cầm theo chiếc áo choàng tắm như loại áo được dùng trong khách sạn. Anh mau thay ra đi. Anh có chút lưỡng lự, cô đặt chiếc áo vào tay anh. Thay nhanh lên, anh muốn bị ốm có đúng không? Lời vợ nói chính là mệnh lệnh, anh chỉ đành làm theo. Cũng may có mua vài bộ áo choàng tắm. Áo vừa rồi cô từng đặt trên mạng, nhưng nào ngờ đâu khi mà cô mặc vào lại thấy rộng. Cô nghĩ có thể anh sẽ mặc vừa, dù sao thì áo này cũng rất thoải mái khi mặc vào. Người đàn ông từ trong phòng tắm bước ra, khoác trên mình chiếc áo choàng tắm màu da bò quyến rũ. Phần cổ áo khoét sâu, lộ ra lồng ngực rắn chắc, quả thật là trông ngon ngọt hết nước chấm. Cứ như thể chiếc áo này được mua sẵn dành riêng cho anh vậy, vô cùng vừa vặn. Cô mãi chìm đắm trong nhan sắc cực phẩm của chồng cũ, trong phút chốc quên thực tại, cho đến khi mà Hải Đăng cất lời thì cô mới có thể thoát khỏi cơn mộng mị. Sao mà em nhìn anh chăm chú thế? Anh mặc cái này trông kỳ lắm sao, Linh Đan? Chẳng lẽ bây giờ cô lại nói không kỳ chút nào, nhìn rất hấp dẫn, rất ngon miệng, thì thành ra quá lộ liễu rồi, không thể nào đánh mất cả liêm sỉ như vậy được. À ừ thì có chút hơi lạ đấy, nhưng mà cũng ổn, không sao đâu. Cô về phòng để chăm Tiểu Phi, dì Ly cũng nghỉ ngơi sớm, việc còn lại đã có cô rồi. Anh đi theo cô vì muốn hỏi rõ khúc mắc trong lòng. Thấy cô đang dỗ con ngủ, anh không dám làm phiền, cứ ngồi im lặng. Đến khi mà Tiểu Phi đã say giấc, anh mới có thể lên tiếng nói chuyện với cô. Anh đã chờ em, nhưng rốt cuộc thì hôm nay em không đến. Sợ làm con thức giấc nên buông một câu rồi ra khỏi phòng. Tôi đã nói không đến mà, là do anh cố chấp chờ thôi. Anh không tin cô sẽ lạnh nhạt với mình như vậy, nhưng mà quả thật cô khiến cho anh bất ngờ. Không chần chừ thêm nữa, anh muốn biết rõ điều khiến cho anh trăn trở suy nghĩ. Anh đứng dậy đi theo cô ra ngoài. Vậy mối quan hệ của em và Vu Tuấn là thế nào? Linh Đan cảm thấy bản thân mình giống như đang bị người ta hỏi cung vậy. Trước đây cô làm gì anh chẳng bao giờ quan tâm hỏi han. Bây giờ cô đã có đủ mạnh mẽ để không cần anh nữa rồi, thì anh cứ không ngừng bám lấy cô là sao? Mối quan hệ có là gì thì cũng là chuyện riêng của tôi, và tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết. Anh nắm tay cô vội vàng rút tay về. Linh Đan, anh biết trước đây là anh sai rồi, anh chỉ mong rằng em có thể cho anh cơ hội thôi. Cô mỉm cười chua xót, lập tức lắc đầu tỏ ý không chấp nhận. Anh tìm tôi nói chuyện xưa cũ sao? Nhưng mà đáng tiếc, rượu nhạt rồi, làm sao mà uống say đây? Lộ Hải Đăng, tôi mong rằng anh có thể nhận định rõ một điều. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, tôi cũng đã có con rồi, thế cho nên anh đừng tìm tôi nữa, vô ích thôi. Cho dù anh có làm gì vẫn không thể nào lay chuyển được Linh Đan. Khi nào trời tạnh mưa, anh về nhà đi. Cô vừa định bước chân vào trong phòng ngủ, anh đã nắm tay cô kéo về phía anh. Anh ôm chặt lấy cô, cho dù cô có bảo anh buông ra thì anh vẫn trai mặt không chịu buông tha cho cô. Bất chợt cô cảm thấy cơ thể của anh rất nóng, cô ngước mắt nhìn anh, hai má anh ửng đỏ. Cô muốn đuổi anh về cũng thật là không đỡ mà. Anh bị sốt rồi, Hải Đăng. Anh vẫn không màng đến sức khỏe của mình thế nào,
chỉ biết rằng không thể nào để mất cô một lần nữa. Em cho anh cơ hội đi, có được không? Ánh mắt của anh tha thiết, lời lẽ thì chân thành, không khéo chỉ chốc lát nữa thôi, cô sẽ bị anh làm cho xiêu lòng. Tạm gác chuyện cơ hội gì đó sang một bên, cô nhón chân đưa tay sờ trán của anh. Quả thật là sốt cao rồi, dầm mưa để bây giờ ốm, chỉ vì muốn được cô trong vào trong nhà sao? Đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói. Anh ăn gì chưa đấy? Cô lên tiếng hỏi mà vẫn không chịu trả lời câu hỏi của anh. Trong lòng anh lúc này đang tràn trề thất vọng. Anh lắc đầu, cô cảm thấy mình có khác gì đang giữ trẻ không? Một bé bự nũng nịu muốn được cô yêu thương dỗ dành. Cô bưng tô cháo nóng vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh. Vừa định đặt cháo vào trong tay anh thì người đàn ông đã cất giọng nhõng nhẽo. Em đút cho anh ăn đi. Lại còn có cả chiêu này nữa sao? Cô có phải là bảo mẫu vú em gì đâu. Cô đặt tô cháo lên bàn nhỏ ở cạnh đầu giường. Anh tự ăn đi. Thuốc hạ sốt tôi cũng để sẵn đây rồi, anh ăn xong thì tự uống. Cô đang định ngồi dậy, anh lập tức giữ tay cô. Em nói cho anh biết đi mà, có phải là em đã có người khác rồi đúng không? Anh vẫn chưa từ bỏ ý định biết sự thật. Xem ra lần này anh rất nghiêm túc muốn theo đuổi cô, khiến cho cô hồi tâm chuyển ý mà quay trở về bên anh. Tôi nói rồi, chuyện đó không còn liên quan đến anh. Cô đẩy tay anh ra. Trước khi mà cô rời khỏi phòng, anh đã kịp cất lời. Nếu em nhớ chúng ta đã từng hạnh phúc thế nào thì em đã không như vậy với anh rồi. Cô dặn lòng không được mềm yếu, cố tỏ ra hờ hững, buông lời vô tâm. Đúng vậy, tôi không nhớ và tôi cũng không muốn nhớ. Cô cần thời gian để bình tâm. Rõ ràng cô đã quyết tâm từ bỏ, ấy vậy mà lúc này cô vẫn bị anh làm cho dao động. Khi cô trở về phòng, nhìn thấy Hải Đăng đã nằm cuộn chăn ở trên giường, tô cháo thì còn y nguyên, xem ra đang làm mình làm mẩy. Càng ngày cô càng cảm thấy anh giống như đứa trẻ to xác. Linh Đan mang tô cháo ra ngoài, anh nghe tiếng mở cửa rồi đóng cửa thì hé mắt, trong lòng đã buồn lại càng thêm tuyệt vọng. Dẹp luôn rồi sao? Vậy là cho mình nhịn luôn à? Một lát sau cô quay lại, trên tay vẫn là tô cháo. Chẳng là thấy cháo đã nguội rồi cho nên cô hâm nóng lại. Anh vẫn nằm lì ở trên giường, còn lấy chăn phủ kín người. Anh tưởng làm như vậy là dễ thương hay gì chứ? Suy cho cùng thì cũng chỉ có Linh Đan là chiều được anh thôi. Cô ngồi xuống giường, khẽ đưa tay kéo chăn lên, chạm vào trán của anh để kiểm tra nhiệt độ rồi lên tiếng. Dậy ăn cháo đi. Không ăn thì làm sao mà uống thuốc được chứ, Hải Đăng. Anh vội vàng đưa tay kéo chăn phủ qua đầu, quay lưng về phía cô, tỏ ý là giận dỗi. Gần 30 tuổi đến nơi rồi mà vẫn như trẻ con thế này. Em có thương anh đâu, anh bị ốm cứ mặc kệ anh. Trời đất ơi, cô chỉ còn biết thở dài. Tiểu Phi nhà cô còn chưa bao giờ biết nhõng nhẽo đến mức lố lăng như thế này đâu. Cô cúi người xuống, chạm vào vai của anh, giọng nói có phần dịu dàng hơn. Thôi được rồi, ăn một chút cũng được mà. Anh quay lại, vùi đầu vào trong lồng ngực của cô. Đúng là thanh niên cơ hội, gian xảo hết chỗ nói. Em sẽ không bỏ anh đâu, có đúng không? Cô đưa tay chạm vào mặt của người đàn ông. Thôi thì cứ chiều ý anh, cho anh hết sốt đã rồi tính tiếp. Được rồi, không bỏ thì không bỏ. Bây giờ ngồi dậy ăn cháo đi. Lớn rồi mà vẫn muốn cô bón cho ăn sao? Vẻ mặt của Hải Đăng mãn nguyện thấy rõ. Cô càng nhìn càng cảm thấy đáng ghét, không sao tả nổi. Ngày chủ nhật là ngày của sự nghỉ ngơi, thư giãn. Cô để anh ngủ thêm một chút, cũng không có việc gì phải hối thúc anh thức dậy. Để hai ba con ngủ trong phòng, Linh Đan ra ngoài giúp dì Ly chuẩn bị đồ ăn sáng. Thật ra đã là hơn 8 giờ sáng, không còn quá sớm, nhưng hôm nay là chủ nhật, cô cũng muốn ngủ nướng thêm một chút. Nhìn thấy chiếc xe lạ đỗ trước cổng nhà, dì Ly liền biết là Hải Đăng đến ở cùng cô.
Đôi trẻ này rõ ràng tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Người lớn vừa nhìn qua là biết cô vẫn còn tình cảm với Hải Đăng. Đúng lúc này có tiếng chuông cửa vang lên. Chẳng rõ là ai lại đến nhà cô vào giờ này. Cô ra cửa xem tình hình, thấy dáng vẻ sang trọng của một người phụ nữ đang bước xuống xe ô tô, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Nhìn thấy chiếc xe hơi đậu trước nhà cô, người phụ nữ đã ngờ ngợ ra điều quen thuộc. Người đến không ai khác là mẹ chồng cũ của cô. Bà đột ngột đến đây chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành. Ánh mắt của Lộ phu nhân không một chút thiện cảm nhìn cô. Trước đây cô vì phận con dâu và vì yêu Hải Đăng cho nên lúc nào cũng nhẫn nhịn cho gia đình êm ấm, không muốn chồng mình phải khó xử, ngậm đắng nuốt cay, dù bị mắng nhiếc bằng những lời lẽ thậm tệ cũng bỏ qua. Nhưng bây giờ thì khác, cô và anh đã ly hôn. Cô tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ này chà đạp mình, xúc phạm mình thêm một lần nào nữa. Tôi có chuyện muốn nói với cô, Hàn Linh Đan. Ngay khi mà nghe câu nói hằn học và hành động cáu gắt của Lộ phu nhân, cô lập tức lên tiếng đáp. Không biết có chuyện gì mà bác gái cất công đến tận đây, mời bác vào trong nhà. Ngay từ cách xưng hô, cô đã vạch rõ ranh giới, thẳng thừng gọi Lộ phu nhân là bác gái thay vì gọi mẹ như năm xưa. Hàn Linh Đan của bây giờ không dễ dàng để cho người mẹ chồng cũ này bắt nạt nữa đâu. Cho dù cô biết rõ bà chẳng ưa gì mình, nhưng dù sao thì bà cũng là người lớn, cô vẫn dành sự tôn trọng tối thiểu cho người phụ nữ từng là mẹ chồng này. Mời bác ngồi. Vừa ngồi xuống, Lộ phu nhân không chần chừ mà lập tức vào thẳng vấn đề. Có phải là cô đang qua lại với con trai tôi đúng không? Cô tử tốn ngồi xuống đối diện với bà, tâm thế của cô thoải mái, tràn đầy tự tin. Từ lâu cô đã giải thoát bản thân khỏi cuộc sống ngột ngạt, chồng không yêu, mẹ chồng càng không thương. Giờ đây cô rất độc lập, sẵn sàng tự bảo vệ bản thân mình. Nếu như con nói phải thì sao, mà không phải thì sao? Cô không thẳng thừng trả lời mà dùng cách hỏi ngược lại Lộ phu nhân. Cô muốn xem bà sẽ nói gì. Câu hỏi của Linh Đan khiến cho người có tự tôn cao như Lộ phu nhân cảm thấy bản thân mình đang bị giễu cợt, như thể cô đang ngầm khiêu chiến với bà. Thái độ này của cô hoàn toàn khác so với trước đây, chẳng còn là người con dâu ngoan hiền, nhẫn nhịn, chịu đựng nữa. Chẳng còn là cô gái để mặc cho bà chà đạp bằng những lời xúc phạm nữa. Vẻ mặt của bà ta lộ rõ sự tức giận, giọng nói càng thêm nghiêm trọng hơn. Cô đang đùa với tôi đấy à? Chiếc xe bên ngoài có phải là của Hải Đăng không? Con trai tôi đang ở trong nhà cô sao? Linh Đan rất bình thản, tựa lưng vào ghế. Là bà tự tìm đến nhà cô chẳng làm gì sai. Nhưng thái độ và cách cư xử của bà có khác nào đang coi cô là tội phạm bắt cóc con trai của mình mà ra sức tra hỏi không cơ chứ? Con trai của bác cũng lớn rồi, anh ấy đi đâu, làm gì, với ai, bác hà cớ phải quản nhiều. Đến lúc này Lộ phu nhân giống như muốn phát điên lên. Cô càng điềm tĩnh bao nhiêu thì bà ta lại càng cảm thấy bản thân mình bị chọc tức bấy nhiêu. Hải Đăng qua lại với ai cũng được, nhưng với cô thì không. Chưa dừng lại, bà ta còn nói thêm. Sẵn đây, tôi cũng nói cho cô để cô rõ ràng. Tôi chỉ chấp nhận Trúc Kiều là con dâu của Lộ gia. Còn hạng người như cô ấy mà, tôi tuyệt đối không bao giờ để cô lần nữa bước chân vào nhà tôi. Hai người đã ly hôn, vậy mà giờ đây cô vẫn phải nghe những lời mang tính xúc phạm thế này đây. Chuyện là bối Trúc Kiều đã hẹn gặp Lộ phu nhân trong lúc cùng bà ta đi mua sắm. Trúc Kiều đề cập đến chuyện cô và Hải Đăng đã ly hôn. Người đàn bà xấu xa kia nói rằng cô có ý định muốn giành lại Hải Đăng một lần nữa. Bây giờ hai người đang qua lại với nhau ngay trước mặt của Trúc Kiều. Và Linh Đan còn muốn dằn mặt, không cho Trúc Kiều có cơ hội để tiếp cận Hải Đăng. Lộ phu nhân nghe theo lời của bối Trúc Kiều. Người con gái nham hiểm đó, thế nên hôm nay
mới tìm đến tận nhà cô hỏi tội thế này đây. Mẹ, sao mẹ đến đây thế này? Giọng nói của Hải Đăng vang lên. Anh từ trong phòng ngủ bước ra, vừa định tìm cô đã thấy mẹ mình cũng đang ngồi sừng sững ở trong phòng khách. Anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện căng thẳng giữa hai người. Tận mắt nhìn thấy con trai từ trong phòng ngủ của Linh Đan bước ra, khiến cho Lộ phu nhân muốn tức sôi cả máu. Thì ra con ở đây sao, Hải Đăng? Quả thật là con đang qua lại với Hàn Linh Đan. Làm sao mà con có thể quay lại với con đàn bà này cơ chứ? Những lời khó nghe của bà ta vô duyên vô cớ động chạm đến cô, làm cho Hải Đăng vô cùng bức xúc. Mẹ, mẹ có biết là mẹ đang nói cái gì không đấy? Cô ấy đã làm gì sai mà mẹ nặng lời với cô ấy như vậy chứ? Anh đứng ra bảo vệ Linh Đan ngay trước mặt của bà. Lần này thì Lộ phu nhân càng thêm điên tiết. Linh Đan đưa mắt nhìn anh, cô không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng của người đàn ông này. Đây là lần đầu tiên anh đứng ra bảo vệ cô trước những lời xúc phạm của Lộ phu nhân. Bây giờ con còn đứng ra bênh vực con danh con này sao? Con nên nhớ, con và nó đã ly hôn rồi, con còn qua lại với nó để làm gì chứ? Lộ phu nhân tiến lên thêm một bước, dùng ánh mắt chán ghét đối diện với Linh Đan. Cô rõ ràng là đang cố tình quyến rũ con trai tôi. Rốt cuộc cô muốn gì ở nó? Loại phụ nữ nham hiểm như cô không thể nào qua mắt được tôi đâu, cô hiểu chưa? Hải Đăng vội vàng vòng tay ôm lấy eo của Linh Đan, kéo cô đứng sát cạnh mình. Lần này mẹ anh thật sự rất quấy, ngang nhiên đến nhà cô rồi buông lời khó nghe. Xem ra anh không xong với cô rồi. Hành động thân mật anh dành cho cô lại càng khiến cho Lộ phu nhân thêm sững sờ khó tin. Trước đây sau khi hai người kết hôn, anh còn bỏ sang Pháp để sinh sống, mặc cho bà có mắng nhiếc con dâu thế nào, anh có mặt ở đó có nghe thấy thì cũng chưa bao giờ bênh vực vợ ấy. Vậy mà hôm nay đây, từng cử chỉ, từng lời nói của anh đều phản bác lại mẹ ruột bảo vệ cho vợ cũ. Lộ phu nhân thật không ngờ anh lại thay đổi nhanh đến như vậy, lại còn tất cả vì cô gái này nữa. Linh Đan nhìn vào mắt của anh, cô tử tốn, thần sắc lạnh lùng lên tiếng. Anh trả lời cho mẹ anh biết đi, là anh tự đến tìm tôi hay là tôi quyến rũ anh? Hải Đăng biết rằng cô đang rất khó chịu khi nghe những lời chỉ trích từ mẹ mình. Trước đây anh đã vô tâm với cô, không để ý đến cảm xúc của cô. Bây giờ anh tuyệt đối không thể nào mắc sai lầm thêm một lần nữa. Là con tự đến đây, con muốn ở bên cạnh Linh Đan, thế cho nên mẹ đừng nói những lời khó nghe như vậy nữa. Lộ phu nhân cau chặt mày, cảm giác ê chề do chính con trai của mình mang đến khiến cho bà tức điên. Nó cho con uống bồ mê thuốc lú gì rồi, có đúng không, Hải Đăng? Bây giờ con còn bênh vực nó ở trước mặt mẹ. Mẹ nói cho con biết, nó sẽ không bao giờ được mẹ chấp nhận bước chân vào trong Lộ gia. Lúc này cô đang vô cùng tức giận, thấy Lộ phu nhân càng nói càng sai, cảm thấy vô cùng chướng tai, cô lên tiếng. Bác gái, đây là nhà con, mong bác cẩn thận trong lời nói. Bây giờ con còn có chút việc, xin phép con không tiện bác. Còn chưa kịp bực mình trước lời nói lạnh lùng đuổi khéo thử cô thì tiếng khóc của trẻ con đã vang lên, khiến cho Lộ phu nhân vô cùng bất ngờ. Cô không chần chừ, vội vàng đi vào bên trong với con trai. Ánh mắt của Lộ phu nhân chứa đựng vô vàn những sự hoang mang. Bà nhìn về phía của Hải Đăng. Sao trong nhà lại có tiếng khóc của trẻ con? Con nói cho mẹ biết đi, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Đến nước này thì anh cũng không thể nào giấu giếm mẹ mình thêm nữa. Anh lên tiếng nói. Đứa nhỏ là con của cô ấy. Bây giờ mẹ về trước đi, con sẽ nói rõ chuyện này với mẹ sau. Sự xuất hiện của đứa bé khiến cho Lộ phu nhân quá sốc. Bà cố gắng hỏi thêm. Con của cô ta sao? Là con riêng của Hàn Linh Đan sao? Con nói rõ luôn đi, con đi yêu lại vợ cũ, đã có con với kẻ khác à? Hải Đăng bất lực, chỉ đành kéo tay mẹ mình ra cửa, một mực bảo bà đi về.
Sự thắc mắc đang bao trùm lấy tâm trí của Lộ phu nhân, có vẻ như sự ác cảm của bà dành cho Linh Đan càng ngày càng nhiều hơn rồi. Linh Đan thay quần áo cho con trai và sữa cho con, thấy Hải Đăng bước vào thì giận dỗi cất lời: "Anh đừng đến đây nữa, không mẹ anh lại bảo tôi cố tình quyến rũ, dụ dỗ anh." Chưa kịp làm cho cô siêu lòng thì kế hoạch cưa đổ vợ cũ của anh đã bị mẹ ruột phá tan tành. Bây giờ cô đang vô cùng bực mình. Tự dưng mẹ anh đến buông lời nặng nhẹ, như thể cô quyến rũ trói buộc anh ở bên cạnh cô không bằng. Lời lẽ thái độ của bà chẳng khác nào đang chỉ trích cô cướp người yêu của Bối Trúc Kiều. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô, mặt dày đặt cằm lên vai cô. "Anh xin lỗi, anh sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu. Suy cho cùng chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của anh. Thế nhưng mà anh hiểu cảm giác của cô. Anh chỉ lo cô buồn lòng bởi những lời nói khó nghe của mẹ mình. Anh đừng đến đây tìm tôi nữa, thì tự khắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra." Lúc này Tiểu Phi uống sữa xong, cô định đi rửa bình sữa, anh đã giữ cô lại. "Em đừng như vậy với anh có được không? Em mắng anh cũng được, chỉ cần em đừng đuổi anh thôi." Biết vợ mình đang ba máu sáu cơn, anh cầm bình sữa trên tay cô, trông rất ra dáng người đàn ông của gia đình. "Để anh rửa cho, lát nữa anh sẽ nấu ăn cho em. Thế cho nên anh xin em đừng đuổi anh về." Để cô không từ chối, anh hôn lên má cô, lập tức rời khỏi phòng. Đúng là đã đẹp trai lại còn thêm cái khoản trai mặt. Mà cô xua đuổi vẫn nhất quyết không chịu về, ở lì đây. Ở đến bao giờ cô siêu lòng thì thôi. Nhân viên mang vào trong phòng làm việc của Linh Đan một bó hoa hồng rất lớn, đính kèm là một tấm thiệp. Linh Đan mở ra xem, ở bên trong có lời nhắn: "Ngày đầu tuần vui vẻ nhé. Chúc em luôn vui tươi, xinh đẹp. Vu Tuấn." Xem ra anh ta vẫn giữ vững lập trường theo đuổi Linh Đan đến cùng thì thôi. Vu Tuấn càng tốt, càng quyết tâm chinh phục thì cô lại càng thêm khó xử mà thôi. Lần trước cô nhận lời đi ăn cùng anh ta bởi vì Vu Tuấn muốn cảm ơn cô. Chẳng là cô đã giới thiệu một người bạn mà cô quen biết cho công ty sản xuất nội thất của Vu Tuấn để đôi bên cùng hợp tác làm ăn với nhau. Mọi việc đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Vu Tuấn muốn mời cô đi ăn để nói lời cảm ơn. Nghĩ đến chuyện phải làm sao khiến cho anh ta hiểu mà từ bỏ mối tình đơn phương này cũng đủ khiến cho cô đau đầu rồi. Dứt khoát thì cô cũng đã nói rất rõ, từ chối thì đã từ chối nhiều lần nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Có lẽ chỉ khi nào cô lấy chồng thì Vu Tuấn mới chấp nhận buông bỏ mối tình đơn phương này mà thôi. Linh Đan miệt mài làm việc cho đến tận giờ nghỉ trưa. Cô cùng với vài người nhân viên vẫn đang cặm cụi đính pha lê vào chiếc váy dạ hội lộng lẫy. "Mọi người đói thì cứ đi ăn cơm trước đi, để tôi làm nốt phần tay này rồi đi ăn sau." Nhân viên khác nở ra nụ cười, họ cũng chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc, chẳng kém gì cô. "Không cần đâu ạ, chúng em cũng làm thêm một chút, gần xong rồi, chị Linh Đan." Cô cảm thấy có chút choáng, hình ảnh trước mắt nhòe dần đi. Giọng nói khẩn trương của những nhân viên cất lên, ai cũng bỏ dở việc đang làm đó. "Chị Linh Đan, chị bị làm sao thế?" "Trời đất ơi, chị ấy ngất rồi." Linh Đan tự dưng ngất xỉu, khiến cho ai cũng hốt hoảng. Mọi người vội vàng gọi xe cấp cứu, ánh mắt không ngừng lo lắng. Trong phòng bệnh, cô dần dần mở mắt sau khi mà bất ngờ bị bất tỉnh. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cảm thấy căn phòng này vô cùng lạ lẫm. Nữ nhân viên ngồi bên giường bệnh của cô vui mừng khi mà thấy cô đã tỉnh dậy. "Chị Linh Đan, chị tỉnh rồi, mọi người lo cho chị nhiều lắm đấy." Cô cảm thấy cơ thể của mình rất mỏi, sức lực yếu ớt. Lúc này đây mới định thần lại để nhận định rõ xem mình đang ở đâu. "Sao chị lại nhập viện thế này?" Nhân viên lên tiếng đáp. "Chị bị ngất trong lúc làm việc, cho nên mọi người gọi cấp cứu cho chị đấy. Mà bác sĩ nói chị đang mang thai, phải chú ý sức khỏe của mình,
Chị suy nhược cơ thể đấy, chị Linh Đan. Câu nói của cô gái nhân viên là âm thanh sét đánh xẹt qua tai. Cô hoang mang đến tột cùng, tâm trí lúc này của cô rối như tơ vò. Em nói chị mang thai sao? Thái độ ngơ ngác, bàng hoàng của cô khiến cho nữ nhân viên kia ngạc nhiên theo. Vâng, bác sĩ nói chị đã mang thai được 1 tháng rồi. Chị không biết mình mang thai sao? Lúc này đây, tâm trạng của Linh Đan là hoàn toàn rối bời, nhìn đâu cũng thấy bủa vây bởi bất lực. Rõ ràng lần trước anh đến nhà cô, sau đêm đó cô đã dùng thuốc tránh thai, làm sao mà có thể mang thai được? Hơn nữa chuyện cũng vừa xảy ra 1 tuần trước, nhưng bây giờ cái thai được 1 tháng rồi, lẽ nào... Cô nghĩ đến khoảng thời gian cô bị mất trí nhớ và sống cùng anh. Nếu như vậy thì chẳng phải sẽ xảy ra chuyện ân ái vợ chồng sao? Nhưng cô không nhớ gì. Sống cùng nhau như vậy suốt mấy tháng, e rằng chuyện ân ái xảy ra nhiều lần. Đúng là khổ quá đi mất thôi. Nghĩ đến đây, cô đưa tay chạm lên bụng. Trong lòng cô vừa vui vừa lo lắng. Tiểu Phi vẫn chưa cai sữa mẹ mà bây giờ cô lại tiếp tục mang thai. Thời gian qua, cô cũng không phát hiện ra bản thân mình có nhiều dấu hiệu khác thường. Cách đây vài hôm, cô nhận thấy mình bị trễ mùa dâu, nhưng mà cứ đinh ninh là chuyện bình thường thôi. Vì cô nào nhớ được lúc sống cùng anh, hai người đã cùng nhau làm chuyện đó với tần suất như thế nào. Thế cho nên cô không hề lo lắng hay là nghĩ đến chuyện mình có thai. Hơn nữa, cô cứ lo vùi đầu vào trong công việc rồi chăm Tiểu Phi, rồi lại nghĩ đến chuyện giữa cô và Hải Đăng mà quên đi chu kỳ kinh nguyệt, cũng chẳng có triệu chứng ốm nghén. Nào ngờ đâu khi mà ngất xỉu tỉnh dậy, nghe tin sét đánh ngang tai, cô đã có thai. Sốc không thể nào tả được. Trên bàn tươm tất những món ăn mà Linh Đan yêu thích, thế nhưng cô nhìn không thể nào nuốt trôi. Hải Đăng phụ dì Ly dọn cơm, cho dù cô có lạnh nhạt thế nào thì anh cũng lì lợm đến nhà cô đều đặn mỗi ngày. Cô bây giờ đang cảm thấy rất khó xử, rõ ràng đã nghĩ rằng sẽ dứt khoát không quay lại với anh nữa, vậy mà bây giờ cô lại mang thai con của anh. Ông trời đúng là biết trêu ngươi cô. Hải Đăng gắp thức ăn cho cô, nhưng cô vẫn thờ ơ, không chịu động tay và đôi đũa. Em sao thế? Sao lại không ăn? Em có chuyện gì à? Anh thấy em rất tâm trạng đấy. Bây giờ nhìn mặt anh, cô chỉ muốn đấm cho vài cái. Tốt nhất là cho anh ngất xỉu luôn thì càng tốt. Tan làm đã vác mặt đến đây rồi. Ban nãy cô đuổi về, nhưng mà anh giả điếc, điên đầu thật đấy. Chẳng những vậy, hôm nay còn mang hẳn một vali to đùng sang nhà cô. Anh nghĩ đây là nơi chứa người tị nạn chắc. Vô sỉ, không còn bút mực nào tả cho nổi. Không có gì đâu. Cô trả lời xong thì cầm đũa. Dù sao cô cũng phải cố nuốt. Bác sĩ nói rằng cô bị suy nhược cơ thể, thiếu dinh dưỡng, lại thêm việc đang mang thai, sức khỏe càng yếu hơn, dẫn đến ngất xỉu. Cho dù bây giờ mối quan hệ giữa cô và Hải Đăng vẫn chưa đâu vào đâu, cô cũng không tin vào tình cảm của anh dành cho mình. Nhưng đứa bé trong bụng cô là vô tội, cô không thể nào vì chuyện của người lớn làm ảnh hưởng đến trẻ con. Anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng anh chỉ cần em đồng ý để anh ở bên em thôi. Anh sẽ dùng thời gian chứng minh tình cảm của anh dành cho em là thật lòng, Linh Đan à? Cô im lặng không nói gì. Anh có chút nhói lòng khi mà cô cứ mãi thở ơ thế này. Linh Đan còn đang mắc kẹt giữa quá khứ, thực tại. Điều đó khiến cho cô khó lòng phân định được liệu rằng anh có đang chân thành với mình hay chỉ là thú vui nhất thời mà thôi. Loay hoay giữa dòng cảm xúc hỗn độn, người cô yêu ở ngay bên cạnh nhưng mà cô cứ mãi chần chừ không dám bước tới. Buổi tối, trong khi cô đang giải quyết một số việc trên máy tính thì Hải Đăng lại dành thời gian để mà chơi đùa cùng Tiểu Phi. Xem ra cô chỉ đành bất lực thôi. Anh còn lấy lòng cả trẻ con để cô cho phép anh ở lại cơ mà. Nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng Tiểu Phi rất quý Hải Đăng. Có anh ở bên cạnh, cậu bé trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Cô lại rất thương con trai. Nhìn thấy con cuốn quýt như vậy thì cô càng không nỡ đuổi Hải Đăng về.
Vào ngày lễ tình nhân, Vu Tuấn nói rằng anh ta muốn mời cô đi ăn một bữa bởi vì có chuyện quan trọng muốn nói. Không cần nghĩ nhiều, cô cũng thừa biết chuyện mà anh ta muốn nói là gì, hẹn cô để làm gì. Đáng lẽ ra Linh Đan sẽ từ chối, nhưng mà cuối cùng thì cô nhận lời, bởi vì cô muốn lần này sẽ là lần từ chối cuối cùng, dứt khoát nói rõ mọi chuyện. Bây giờ cô cũng đang mang thai con của Hải Đăng rồi, không thể nào cứ để cho Vu Tuấn hy vọng như vậy. Suốt mấy ngày qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa mình và Hải Đăng và cả đứa bé trong bụng. Có lẽ cô nên cho anh một cơ hội thôi. Linh Đan bảo anh ở nhà trông con để cô ra ngoài có chút việc. Thấy vợ mình ăn mặc xinh đẹp, giống như có cuộc hẹn quan trọng, anh cảm thấy vừa lo vừa khó chịu. Mặc dù lúc nào ra ngoài cô cũng chỉn chu ăn mặc xinh đẹp như thế, nhưng mà người đàn ông này đang sợ mất vợ. Bây giờ đây anh chẳng khác nào ông bố bỉm sữa bị cô bắt ở nhà chăm con. Đã vậy còn đang trong quá trình chinh phục vợ, vẫn mãi chưa thành công. Bàn tiệc chuẩn bị xong xuôi, bó hoa 99 bông hồng đỏ rực tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Ngồi đối diện với cô là Vu Tuấn. Anh ta lấy tất cả can đảm để nói ra lời tỏ tình. Chẳng rõ đây là lời tỏ tình thứ mấy trong suốt 10 năm qua rồi, nhưng mà Linh Đan thật sự là quý trọng sự kiên trì, tình cảm bền bỉ mà anh ta dành cho mình. Chỉ đáng tiếc cô từ lâu chỉ yêu có một người thôi. Anh đã yêu em trong suốt 10 năm qua, Linh Đan à. Anh hy vọng rằng ngày hôm nay em có thể cho anh một cơ hội để anh được ở bên cạnh em, được chăm sóc em, yêu thương em. Những chuyện của quá khứ em cứ quên đi, bắt đầu tương lai mới cùng với anh, có được không? Vu Tuấn nói xong đưa tay muốn nắm tay của Linh Đan đặt ở trên bàn, thế nhưng cô đã nhanh chóng rút tay về. Hành động này của cô làm cho anh ta hụt hẫng. Đây được xem là lời từ chối từ cô, khiến cho anh ta ngầm hiểu cuộc tỏ tình này lại thất bại rồi. Cô biết cô nói ra điều này sẽ khiến cho anh rất buồn, nhưng mà tình cảm thì phải rõ ràng, không thể cưỡng cầu. Nếu không yêu thì không nên gieo hy vọng. Em thật lòng rất cảm ơn anh về tình cảm mà anh đã dành cho em trong suốt những năm vừa qua, Tuấn à. Thế nhưng em cũng muốn nói lời xin lỗi với anh. Từ trước đến nay em chỉ xem anh là một người anh trai thân thiết. Đối với em, anh giống như người thân trong gia đình. Hiển nhiên đó không phải là tình cảm nam nữ. Nghe đến đây, sự thất vọng đã dâng trào trong đôi mắt của Vu Tuấn. Ánh mắt anh chất chứa vô vàn sự tuyệt vọng. Lần này kết quả vẫn giống hệt như những lần trước, cô đã từ chối rồi. Có phải là em vẫn còn yêu Lộ Hải Đăng, có đúng không? Hắn ta chỉ mang đến cho em đau khổ thôi. Em hãy quên kẻ vô tâm đó đi. Anh thật lòng xin em, cho anh một cơ hội đấy, Linh Đan. Đến nước này thì cô chỉ còn cách nói ra sự thật thôi. Em xin lỗi, nhưng em đã có con rồi. Đứa bé cũng được 1 tuổi rồi. Vu Tuấn ngây người trước lời nói mà cô vừa nói. Anh ta mở to mắt nhìn cô, trong lòng hoang mang đến tột cùng. Thậm chí anh ta còn cho rằng chắc là mình nghe nhầm thôi. Chuyện này quá sốc. Từ trước đến nay cô không hề có dáng vẻ của một người phụ nữ đã làm mẹ. Em có con nữa. Làm sao mà em có con được? Cô nhắc lại khoảng thời gian mình sang Úc sinh sống. Thì lúc này đây Vu Tuấn mới hiểu, thời điểm đó cô đột ngột sang nước ngoài là để sinh con. Bảo sao cô đi hơn nửa năm mới trở về. Em thật sự đã có con rồi. Em nghĩ đây là thời điểm thích hợp để em nói cho anh biết về chuyện này. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cô và Hải Đăng. Có lẽ cô sẽ cho anh một cơ hội. Mà một khi cô đã quyết định cho anh cơ hội thì cô cũng nên nói rõ với Vu Tuấn chuyện mình có con. Trước đây cô không nói gì với anh ta là bởi vì cô muốn Tiểu Phi có cuộc sống bình yên. Dù sao Vu Tuấn cũng là người của Lộ gia, lỡ như anh ta tiết lộ chuyện này với mẹ của Hải Đăng, rồi mọi chuyện lại truyền đến tai của Hải Đăng,
thì không hay một chút nào. Bên cạnh đó, cô cũng rất lo lắng nếu mọi người hỏi về ba ruột của Tiểu Phi. Nhưng giờ đây Hải Đăng lại rất yêu thương Tiểu Phi. Cô nghĩ đây là thời gian thích hợp để nói rõ sự thật với Vu Tuấn. Cổ họng của anh ta nghẹn nghẹn quá sốc, phải mất vài phút sau mới có thể cất lời hỏi cô. Anh có thể biết ba đứa bé là ai được không? Câu hỏi này của người đàn ông khiến cô bối rối. Đây chính là vấn đề cô rất e ngại mỗi khi đề cập đến. Cô nghĩ ngợi vài phút rồi mới đáp. Chuyện này em vẫn chưa thể nào nói cho anh biết được. Cô cần thêm thời gian ổn định mối quan hệ với Hải Đăng trước khi mà nói về ba ruột của Tiểu Phi. Ở nhà, Hải Đăng chăm Tiểu Phi rất khéo, bởi vì trong thời gian ở cùng cô, anh đã nỗ lực học hỏi cách chăm trẻ con. Sau khi pha sữa cho con uống, anh nhẹ nhàng dỗ con đi ngủ. Tiểu Phi thường ngủ khá sớm, bây giờ cũng ít khi nào quấy khóc nửa đêm, trừ khi nào bị ướt tã mà thôi. Tiểu Phi, mẹ con không biết đi đâu mà bỏ ba con mình ở nhà thế này. Con nhớ mẹ lắm, có đúng không? Ba cũng thế. Nói là dỗ con ngủ mà lại trò chuyện với con hết câu này đến câu khác. Cậu bé nghe anh nói thì nở ra nụ cười tươi rói, cho dù chẳng hiểu cái gì. Ba, ba. Anh mỉm cười hạnh phúc, đưa tay vuốt nhẹ má của con trai. Cô cưng, ba sẽ cố gắng chinh phục mẹ con, rồi con sẽ có một gia đình thật là hạnh phúc, con cứ yên tâm. Có tiếng động mở cửa kèm theo âm thanh xe lăn bánh vào trong sân. Anh biết là cô đã trở về rồi. Vài phút trôi qua, cô đi vào trong phòng, nhìn thấy anh đang cho con ngủ. Cô im lặng, không nói gì. Anh nhìn về phía cô, thật lòng rất muốn hỏi cô đã đi đâu. Cô bước đến bên cạnh nôi của con trai, xem con đã ngủ chưa. Lúc này anh không nhịn thêm được nữa, chủ động lên tiếng. Em vừa đi đâu thế, Linh Đan? Cô nhìn anh, rồi quay lưng đi về phía tủ quần áo lấy đồ thay ra. Tôi có hẹn với Vu Tuấn. Nghe đến đây, máu trong người anh đang sôi sùng sục. Bé con đã ngủ rồi, giờ là lúc mà anh có thể thỏa sức ghen tuông rồi. Em hẹn với anh ta sao? Hẹn hò ư? Em nỡ làm như vậy với anh à? Anh đi đến bên cạnh cô, ánh mắt đầy hụt hẫng. Cơn ghen tuông đang trỗi dậy giống như ngọn lửa dâng cao trong lòng. Nhìn biểu hiện của Hải Đăng, cô thật sự rất hài lòng. Vốn dĩ cô muốn nói như vậy để thử xem anh phản ứng như thế nào. Anh càng ghen, cô càng thấy thỏa mãn. Cho chừa những cái lúc mà anh thờ ơ, vô tâm với cô đi. Cảm giác đau lòng đang bóp chặt trái tim của Hải Đăng. Cô đi vào trong phòng tắm thay đồ, cứ để anh ghen tuông thêm một chút nữa. Phải như vậy mới biết trân trọng vợ chứ. Lúc cô quay trở lại, thấy anh đang ngồi trên giường, vẻ mặt bực dọc, sắp ghen đến đỏ hai mắt rồi đây này. Cô bình thản ngồi xuống bàn trang điểm, thấy cô không nói thêm bất kỳ điều gì, cũng chẳng giải thích rõ tại sao hai người gặp nhau, khiến cho anh càng thêm khó chịu hơn. Tại sao em hẹn hò với anh ta chứ, Linh Đan? Quả thật là anh không nhịn được thắc mắc, cho nên mới hỏi rõ ràng. Cô thầm cười trong lòng. Chồng anh bây giờ vừa thương vừa thấy buồn cười. Tuy rằng cô đã siêu lòng trước thái độ ghen tuông này, nhưng vẫn muốn hành hạ anh thêm một chút nữa. Đó là chuyện riêng của tôi, anh hỏi làm gì? Anh nhíu mày, lời nói của cô như thể phớt lờ cảm xúc của anh vậy, hoàn toàn không đặt anh vào trong mắt. Cô bình tĩnh thoa kem rồi lên giường nằm cuốn chăn. Mấy ngày nay anh lì mặt sang nhà cô ở, nhưng mà nào được cô cho ngủ chung giường đâu. Anh bị vợ bắt ngủ trên sofa. Dù lạ chỗ, không được ngon giấc cho lắm, nhưng mà vì muốn cua lại vợ cũ cho nên anh vẫn rất kiên trì. Anh nên nhớ, chỗ của anh là ở sofa. Ánh mắt của anh buồn bã nhìn cô khi mà thấy cô lặp lại câu nói đó, ngày nào cũng nói. Dòng suy nghĩ, phải chăng cô và Vu Tuấn đã yêu nhau cứ ẩn hiện trong tâm trí của anh. Anh bước xuống giường, mở tủ lấy ra hộp quà nhỏ mà anh đã chuẩn bị sẵn. Tuy cô bảo đi ngủ nhưng vẫn hé nhẹ đôi mắt để quan sát hành động của anh
xem anh định làm cái gì nào. Tự dưng anh đi đến, đặt hộp quà vào trong tay cô, lời lẽ nhẹ nhàng vang lên. Anh đã chuẩn bị một món quà để tặng em, hy vọng em sẽ thích nó. Vốn dĩ muốn tặng em vào chiều nay, khi mà chúng ta dùng cơm cùng nhau. Nhưng nào ngờ đâu chiều nay em có hẹn với Vu Tuấn nên ra ngoài. Nói xong anh trở về sofa thân quen, đặt lưng nằm xuống. Anh cứ như vậy thì làm sao mà cô không cảm động cho được cơ chứ. Linh Đan ngồi dậy, cẩn thận mở hộp quà ra xem. Ở bên trong là chiếc vòng tay bạc, ở bên trong là chiếc vòng tay bạch kim sáng lóa. Mặt vòng có hình hai trái tim bằng kim cương lồng ghép vào nhau. Ở đằng sau còn khắc chữ Đăng Đan. Valentine còn biết đặt vòng tay tặng cho cô cơ à? Đây không phải là người đàn ông lạnh lùng, cục xúc mà cô từng biết. Nhìn hộp quà, cô chợt phát hiện ra phía dưới chiếc vòng còn có một tấm thiệp nhỏ. Cô mở ra xem, dòng chữ viết đều đặn, ngay ngắn, trông vô cùng đẹp mắt. Thời còn đi học, anh nổi tiếng nhất trường, không chỉ bởi vì vẻ ngoài nam thần, học giỏi, mà còn được nhiều nữ sinh ngưỡng mộ bởi chữ viết tay vô cùng đẹp. Nội dung trong thiệp đầy tính chất ngôn tình, nhẹ nhàng, khiến lòng cô cảm động không thôi. Có lẽ em chỉ nhớ quá khứ, anh đã làm tổn thương em thế nào, còn anh thì chỉ nhớ rằng anh đã yêu em nhiều thế nào. Cái tên vô sỉ này không ngờ lại lãng mạn như vậy đấy. Người đàn ông giả vờ nằm xuống ghế, nhưng cũng dùng hình thức hé mắt để mà quan sát Linh Đan. Cô bước tới, đưa tay khều khều anh. Anh không định đeo vòng vào tay cho tôi à? Vừa nghe cô nói như vậy, anh mở cờ trong bụng, lập tức ngồi bật dậy, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, anh nhẹ nhàng đeo vòng tay vào cổ tay mảnh khảnh cho cô. Nhìn ngắm chiếc vòng được đeo trên tay cô, anh vô cùng hạnh phúc. Em thích không, Linh Đan? Cô khẽ gật đầu. Người đàn ông vẫn rất kiên trì hỏi chuyện ban nãy. Mà hôm nay em có hẹn với Vu Tuấn để làm gì thế? Cô thực sự chỉ muốn bật cười khi mà thấy anh cứ mãi ôm theo sự thắc mắc từ nãy đến giờ. Có lẽ anh đang cảm thấy rất khó chịu. Hành anh như vậy là đủ rồi đấy. Thật ra thì tôi gặp anh ấy vì muốn nói rõ về chuyện tình cảm thôi. Anh nhân cơ hội vòng tay ôm lấy eo của cô, trong lòng có phần nhẹ nhõm hơn. Nói rõ về chuyện tình cảm là sao chứ? Cô kể lại chuyện cô từ chối lời tỏ tình của Vu Tuấn. Vậy mà anh còn nghĩ cô và Vu Tuấn hẹn hò, lo sợ mất vợ. Vậy bây giờ em có thể cho anh một cơ hội được không, Linh Đan? Nhân cơ hội anh không từ bỏ để nhận được câu trả lời từ cô. Trong ngày lễ Valentine, cô đã nhận được hai lời tỏ tình như thế. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Hải Đăng, tâm trạng có chút rối bời. Cô vẫn chưa thể nào mạnh dạn yêu, mạnh dạn tin tưởng vào chuyện tình yêu này. Đặc biệt khi mà trước đây hôn nhân của hai người đã tan vỡ một lần rồi. Cũng không biết nữa, để xem đã. Anh bất chợt hôn lên má của cô. Nghe cô nói như vậy, anh nhận ra rằng bản thân mình có cơ hội rồi. Cô đứng dậy, lên giường nằm cuộn chăn. Anh dày mặt ôm gối, nhảy lên giường rồi nằm cạnh cô. Cô còn chưa kịp đuổi thì anh đã ôm cô vào trong lòng. Người gì đâu mà dành hết sự trai mặt, không chừa cho ai trên thế gian này nữa. Anh về sofa mà ngủ đi chứ. Anh hôn lên đôi môi của cô, tay ôm chặt lấy vợ rồi nhắm mắt. Anh buồn ngủ quá, chúc em ngủ ngon nhé. Cô ngước mắt nhìn anh. Anh bây giờ là đang được nước làm tới. Cho dù cô có đuổi thì anh cũng không đi. Nhìn gương mặt đẹp trai kề cận, xém chút nữa cô đã đánh mất liêm sỉ mà thơm lên má của anh. Quả thật là đẹp trai là tài nguyên của vũ trụ, cô không thể nào cưỡng lại, cũng là lẽ thường tình thôi, đúng không? Chìm đắm trong men rượu say mềm. Lúc này đây, Vu Tuấn đang ở quán rượu, uống vẫn chưa thỏa mãn. Đến lúc về nhà, Vu Tuấn vẫn không ngừng mượn rượu giải sầu. Đến khi bà Chi Linh thăm con trai,
Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy sặc mùi bia rượu. Người làm nói với bà rằng mấy ngày qua Vũ Tuấn tắm chìm trong bia rượu, suốt ngày say xỉn, trông giống như là kẻ chán đời thất tình, cứ say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say. Bà Tri Linh bước đến ghế sofa. Bầu không khí ở trong phòng khách lúc này thật sự là vô cùng ngột ngạt. Phía dưới sàn, ở xung quanh khu vực mà Vũ Tuấn đang ngồi, chỉ toàn là vỏ chai rượu rỗng đã được uống cạn sạch và vứt lung tung. Bà cau mày, con trai cưng của bà từ bao giờ mà trở thành con sâu rượu, bỏ mặc công việc, vùi bản thân vào thứ chất lỏng có cồn này chứ? Có chuyện gì thế này, Vũ Tuấn? Sao mà con uống nhiều rượu như vậy chứ? Anh đảo mắt nhìn mẹ mình, cảm thấy bản thân mình chán nản vô cùng. Lúc này đây có sẵn hơi say, nhưng bản thân thì vẫn còn ý thức được hành động và những việc đang diễn ra xung quanh. Cô ấy không yêu con, cô ấy có con riêng rồi. Linh Đan không yêu con thật rồi. Nghe những lời này từ con trai, bà có chút ngạc nhiên, nhưng thật ra thì bà không quá bất ngờ, bởi vì Linh Đan và Hải Đăng đã ly hôn từ lâu rồi. Chuyện cô có con sau khi mà kết thúc cuộc hôn nhân với Hải Đăng cũng chẳng có gì là lạ. Bà cũng biết rõ con trai bà yêu Linh Đan trong nhiều năm qua, cũng chính vì cô mà anh chẳng chịu yêu ai khác, cho dù người làm mẹ này lúc nào cũng hối thúc anh phải lấy vợ sinh con. Nói ra nỗi đau từ sâu trong đáy lòng với mẹ ruột thì cũng đủ hiểu là anh tuyệt vọng thế nào rồi. Cô ta đã không yêu con thì con hà cớ gì phải tự mình chuốc lấy đau khổ. Trên đời này có thiếu phụ nữ đâu, còn bao nhiêu cô gái tốt để cho con lựa chọn lấy vợ cơ mà. Vũ Tuấn lắc đầu, tiếp tục uống thêm vài ngụm rượu vì muốn quên đi tình sầu. Con không cần, con chỉ yêu một mình Linh Đan thôi. Bà chỉ biết lắc đầu, trong lòng cảm thấy con trai mình si tình đến đáng thương. Nhưng ánh mắt của bà chợt sáng lên. Tình yêu thương bà dành cho con trai cũng không thể nào vượt qua được lòng tham và những sự toan tính đầy đáng sợ. Bà từ tốn ngồi xuống bên cạnh Vũ Tuấn rồi lên tiếng. Cô ta đã kết hôn với ai chưa? Đang là mẹ đơn thân có đúng không? Mà con của Hàn Linh Đan là con trai hay là con gái? Lúc này đây Vũ Tuấn có chút ngạc nhiên nhìn mẹ. Tự dưng lại hỏi thông tin về đứa nhỏ để làm gì chứ? Vũ Tuấn nhớ lại ngày mà cô tiết lộ về chuyện cô có con, cũng đã hỏi thăm vài điều về đứa bé. Anh trả lời trong sự hoang mang. Cô ấy bây giờ là mẹ đơn thân, còn cô ấy là một bé trai. Vẻ mặt của bà Tri Linh lập tức hiện ra sự hài lòng, cảm giác thỏa mãn giống như người vừa trúng độc đắc. Cô ta có con trai sao? Vậy là có sẵn đứa nhỏ rồi, tốt quá rồi. Nghe xong câu nói từ mẹ mình, Vũ Tuấn cau mày, nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Mẹ nói như vậy là có ý gì chứ? Bà ta nở ra nụ cười nhếch môi, vẻ mặt lúc này lộ rõ vẻn vẹn 10 phần xảo quyệt, mà ghé sát tai của con trai nói nhỏ gì đó. Ánh mắt của Vũ Tuấn thẳng thốt khi nghe xong từng câu từng chữ do chính mẹ ruột của mình nói ra. Không hiểu bà nói gì, nhưng anh liên tục thốt lên. Không, không được, con không thể nào làm như vậy được. Trái ngược với thái độ sững sờ của Vũ Tuấn, bà Tri Linh trừng ra nét mặt vô cùng hào hứng, ánh mắt chứa đựng mưu mô khó ai có thể so sánh. 3 tuần sau đó, dạo gần đây Linh Đan ăn uống rất điều độ, cực kỳ chú trọng vào việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Cô còn uống đầy đủ các loại thuốc bổ để mà tăng cường dưỡng chất, giúp duy trì một sức khỏe tốt. Cô đã từng mang thai 1 lần rồi, cho nên cô hiểu rõ cơ thể của người mẹ phải khỏe mạnh thì em bé mới có thể phát triển toàn diện được. Vài ngày nữa cô sẽ đến viện để khám thai theo chỉ định của bác sĩ. Tuy rằng sức khỏe của cô ổn định hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh như người ta. Vốn dĩ khi mà bị suy nhược cơ thể thì tình trạng bệnh sẽ kéo dài ít nhất là 6 tháng. Nếu chăm sóc cho sức khỏe tốt thì mới hồi phục tốt được.
Cho dù cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tình cảm của Hải Đăng, nhưng cô cảm thấy anh thật sự đối xử với mình chân thành. Cô quan sát biểu hiện của anh trong suốt thời gian qua, cũng hiểu được anh quyết tâm và nghiêm túc như thế nào. Hải Đăng bây giờ đã trở thành một ông bố bỉm sữa thực thụ rồi. Anh chăm con, chăm vợ, còn phụ dì Lý nấu ăn. Anh làm tất cả mọi chuyện vì mong rằng cô sẽ đồng ý quay trở về bên anh. Bên cạnh đó, anh cũng cảm thấy rất yêu thương bé Tiểu Phi. Linh Đan cuốn khăn tắm trên người rồi hé cửa nhà vệ sinh. Chẳng là cô quên mang đồ để thay. Từ sau khi sinh con, nhiều lúc cô hay bị quên cái này cái kia. Hải Đăng, anh lấy đồ giúp em đi, em quên mang đồ vào đây rồi. Người đàn ông nở ra nụ cười gian xảo, lấy chiếc đầm ngủ thật là quyến rũ, rồi tiến vào trong phòng tắm. Nhưng thay vì chỉ đưa đồ cho cô, anh lại bước hẳn vào trong rồi đóng cửa. Anh vào đây để làm gì chứ? Anh treo đồ của cô lên trên móc, bàn tay nam tính nâng chiếc cằm thon gọn với làn da trắng mịn nõn nà. Cảnh xuân lấp ló sau khăn tắm mỏng manh thật sự là hấp dẫn đến mê người. Giọng nói của người đàn ông không đính kèm một chút liêm sỉ nào vang lên. Con ngủ rồi, chúng ta tranh thủ vận động một chút đi. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của cô, dùng đôi môi tinh nghịch bao phủ lấy cánh hoa mềm mại. Vừa dứt nụ hôn, anh đã bế thốc cô trên tay, nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm. Rất nhanh sau đó, hai cơ thể không mảnh vải che thân đã cuốn quýt nhau ở trong bồn tắm. Ân ái qua đi, anh ôm cô vào trong lòng, tiếng xả nước lúc này mới được vang lên. Mực nước dần dần dâng cao, anh cùng cô ở trong bồn tận hưởng làn nước ấm áp. Hải Đăng không thể nào nhịn được trước ánh mắt long lanh xinh đẹp của Linh Đan. Anh cúi đầu cuồng nhiệt hôn lên đôi môi của cô một lần nữa. Không gian trong phòng tắm lại dần dần nóng lên, không phải là vì nhiệt độ của hơi nước, mà là vì sự tiếp xúc nồng nhiệt của hai cơ thể ở cùng nhau sau khi lăn bồn. Buổi chụp hình của Bố Trúc Kiều tại công ty Du Hy để giới thiệu bộ sưu tập thời trang mới đã diễn ra. Linh Đan cùng với ekip chuẩn bị chỉnh chu tất cả mọi thứ. Cô đặt rất nhiều tâm huyết vào bộ sưu tập thời trang lần này. Bố Trúc Kiều trang điểm xinh đẹp, khoác lên mình bộ váy màu xanh nhã nhặn. Để đơn giản hóa bối cảnh và làm nổi bật những bộ trang phục, bên phía nhiếp ảnh đã chọn phông màu trắng kết hợp với một chiếc cầu thang di động có bánh xe di chuyển, giúp cho sự tạo dáng của cô ta trở nên phong cách mượt mà hơn. Linh Đan đang xem xét lại bố cục trước khi mà để cho người mẫu đi vào tạo dáng. Hải Đăng cũng đến để quan sát công việc đang đến đâu rồi. Anh bước đến cạnh cô, nhìn cô say đắm. Linh Đan đang rất tập trung, chợt phát hiện ra anh đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Anh đến lúc nào thế? Anh mới đến thôi. Thấy em chăm chú quá cho nên anh không gọi. Anh vừa nói vừa cười. Từ đằng xa, Bố Trúc Kiều đang được chuyên viên trang điểm dặm lại phấn. Cô ta nhìn thấy cảnh tượng Linh Đan và Hải Đăng cười cười nói nói vui vẻ thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ta không thật lòng yêu Hải Đăng, chỉ là vì tiền tài vật chất mà anh có. Dĩ nhiên với bản tính ích kỷ như vậy, cô ta sẽ cảm thấy khó chịu khi mà anh nghiễm nhiên thuộc về một cô gái khác, không phải mình. Chuẩn bị chụp ảnh, Bố Trúc Kiều bước lên cầu thang để tạo thử vài dáng. Cô và Hải Đăng thì đứng ngay cạnh để quan sát cầu thang, xem độ an toàn như thế nào lần cuối cùng. Hải Đăng quay sang hỏi cô, người mẫu sẽ tạo dáng với cầu thang trong cả bộ sưu tập sao? Linh Đan gật đầu rồi mỉm cười. Đúng vậy, đây là điểm nhấn của bối cảnh, muốn phô diễn triệt để vẻ đẹp của trang phục. Hải Đăng gật đầu, nhiếp ảnh gia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong khoảnh khắc ekip vừa định hô chuẩn bị bắt đầu thì tiếng la hét của Bố Trúc Kiều vang lên. Cô ta ngã từ trên bậc cầu thang, lao thẳng xuống vị trí mà Hải Đăng đang đứng. Mọi người có mặt đều thảng thốt trước sự việc xảy ra quá bất ngờ. Người đàn ông thì chưa kịp phản ứng, cô ta đã ngã xuống. Quá đột ngột
nên Hải Đăng không có sự chuẩn bị trước, anh mất thăng bằng, cả cơ thể ngã xuống đất. Lưng anh đập mạnh xuống mặt sàn, tiếp đất trong tư thế nằm ngửa. Cho đến khi định thần, anh nhìn thấy gương mặt của Bối Trúc Kiều đang kề sát mình. Hai tay cô ta bám lấy vai anh, tỏ ra yếu đuối. Hải Đăng vội vàng ngồi dậy, đồng thời đưa tay đẩy nhẹ cô ta sang một bên. Mọi người cũng chạy đến đỡ hai người dậy. Linh Đan lo lắng nhìn anh, cô đỡ anh đứng dậy, trong lòng có chút ghen tuông vì cảnh tượng hai người gần nhau như vừa rồi. Anh không sao chứ? Cơ thể anh vừa bị ngã lại phải gánh chịu một lực không hề nhẹ, quả thật là có chút đau đớn. Hải Đăng không muốn cô lo lắng cho nên lắc đầu nói không sao. Cũng may độ cao từ vị trí mà Trúc Kiều đang đứng cho đến đoạn tiếp đất chưa đầy 1 mét, nếu không thì hậu quả thật là khó lường. Vì sự cố vừa rồi, buổi chụp hình tạm thời gián đoạn một lát để xem xét tình trạng của cô ta cũng như điều chỉnh lại đạo cụ một chút. Bố Trúc Kiều liên tục kêu đau bởi vì bị ngã như vậy. Cô ta còn nói rằng do cầu thang trơn trượt và phải đi giày cao gót nên bị ngã xuống. Nhưng thực ra là do cô ta cố tình muốn dùng cách vừa rồi nhân cơ hội tiếp xúc thân mật với Hải Đăng. Thế nhưng đã bị anh phũ phàng gạt sang một bên. Hơn nữa cô ta muốn chọc tức Linh Đan. Trở về phòng làm việc, Linh Đan nhớ đến khoảnh khắc mà Bối Trúc Kiều té ngã va vào trong lòng của Hải Đăng. Cô có chút khó chịu. Ban nãy cô ta ngã trên người anh. Nghe đến đây, Hải Đăng nở ra nụ cười ẩn ý. Anh vòng tay ôm lấy eo của cô, giọng nói dịu dàng. Em ghen có đúng không? Hai má Linh Đan ửng đỏ khi mà bị anh nắm thóp. Chưa gì anh đã bắt trọn cảm xúc của cô rồi. Ai mà thèm ghen chứ, không nói chuyện với anh nữa. Cô vừa định đẩy anh ra thì Hải Đăng đã nắm tay cô giữ lại, không cho cô kịp phản ứng. Anh dùng môi khóa chặt môi cô, nhẹ nhàng chiếm lấy cái môi mềm. Hành động ngọt ngào của anh giống như khẳng định cho lời nói anh yêu cô rất nhiều. Tại bệnh viện thành phố, hôm nay Linh Đan âm thầm đi khám thai. Bây giờ cô chưa nói chuyện cô mang thai với Hải Đăng. Lần yêu đương này cô rất cẩn thận, không muốn bản thân mình lại vội vàng rồi nhận kết cục tan vỡ. Để đến khi mà cô hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm anh dành cho cô sẽ thông báo cho anh tin vui này. Hải Đăng đang tập trung làm việc ở văn phòng chủ tịch, chợt nhận được cuộc gọi từ Lộ phu nhân khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Thông thường thì bà biết rõ giờ này anh đang làm việc sẽ không gọi điện làm phiền. Phải chăng là có việc gì đó gấp gáp và quan trọng hay sao? Anh vội vàng nghe điện thoại. Con nghe đây, mẹ. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Lộ phu nhân vô cùng khẩn trương. Bà ta tuôn ra cả một tràng. Hải Đăng, ban nãy mẹ vừa nhìn thấy Hàn Linh Đan ở trong bệnh viện đấy. Cô ta đến phòng khám thuộc khoa phụ sản. Chuyện này là thế nào chứ? Hàn Linh Đan có thai à? Con nói cho mẹ biết đi. Hải Đăng đơ cả người ra, cảm giác rối bời bủa vây tâm trí. Căn bản là anh còn không biết có chuyện này. Bây giờ bảo anh giải thích thế nào đây? Anh chỉ đành bó tay. Mẹ vừa nói cô ấy đến khoa phụ sản ư? Nghe con trai hỏi lại mình, giọng điệu pha lẫn sự ngạc nhiên, Lộ phu nhân liền nhận ra điều khác thường, lập tức đoán được anh cũng chưa biết gì cả. Vậy là con cũng không biết chuyện cô ta mang thai sao? Trời đất ơi, con đừng nói mẹ không nhắc nhở con nhé. Con nên cẩn thận xem xét cho kỹ cái thai đó, xem là có phải của con không. Hải Đăng trở về nhà, anh mang theo hàng loạt suy nghĩ rối bời. Vì chuyện mẹ nói với anh lúc sáng mà cả ngày hôm nay anh không còn tâm trí tập trung để làm việc nữa. Anh ngồi trên giường co nhẹ chân, bé Tiểu Phi đang nằm trên đùi anh, hai bà con đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Nhìn anh yêu thương bé con như vậy, cô thật sự vô cùng hạnh phúc. Linh Đan cầm món đồ chơi con yêu thích ngồi xuống bên cạnh anh. Tiểu Phi, khủng long nhỏ mà con thích này. Cậu bé nở ra nụ cười toe toét, đưa bàn tay bé xíu cầm món đồ chơi. Hải Đăng khẽ đưa mắt nhìn cô,
Dáng vóc của cô chẳng có gì bất thường, hơn nữa anh cũng chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai nên căn bản không nhận ra. Anh nghe mẹ nói, hôm nay mẹ nhìn thấy em ở khoa phụ sản của bệnh viện đa khoa thành phố. Thay vì hỏi vòng vo, anh muốn nói thẳng vào vấn đề luôn. Hải đang nghĩ rằng trong tình yêu thì không cần phải nói nửa vời, đối phương tự suy đoán. Mọi chuyện cứ thẳng thắn với nhau, cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết. Linh Đan hoang mang, có chút ngập ngừng. Nào ngờ Lộ phu nhân có thể vô tình nhìn thấy cô đi khám thai cơ chứ. Anh nói gì cơ? Mẹ anh nhìn thấy em ở trong bệnh viện sao? Sáng nay Lộ phu nhân đến bệnh viện đa khoa thành phố để mà thăm con gái của người bạn thân vừa sinh con. Lúc ra về, bà vô tình bắt gặp Linh Đan đi vào trong phòng khám khoa phụ sản nên lập tức gọi điện cho con trai hỏi rõ. Thật bất ngờ khi mà con trai bà chẳng biết cái gì cả. Đúng vậy, em nói thật cho anh biết đi, tại sao em lại đến phòng khám khoa phụ sản chứ? Cô lại càng ấp úng, khó nói thành lời. Tạm thời chưa nói với anh, nào ngờ đâu đã bị phát hiện rồi. Thật ra hôm nay em đến bệnh viện là để... Trước sự chần chừ của cô, anh lại càng thêm chắc chắn về điều mình đang nghĩ. Đến nước này anh muốn hỏi cho rõ. Em có thai sao? Cô nhìn anh, nhưng chỉ một thoáng lại quay đầu sang hướng khác, bởi vì khó lòng nhìn thẳng vào ánh mắt nghi ngờ của anh. Sự lưỡng lự của cô lại càng giúp anh củng cố cho suy nghĩ của mình đang hoài nghi. Nếu như em có thai, tại sao em không chịu nói cho anh biết? Có phải em không tin tưởng anh không, Linh Đan? Cô im lặng, cảm xúc trong cô lúc này vô cùng phức tạp. Rõ ràng là yêu, nhưng lại e sợ. Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi cô bất kỳ lúc nào, sợ bản thân mình đa tình rồi ảo tưởng. Những chuyện xảy ra trước đây khi mà kết hôn với anh, cô không thể nào quên nổi. Đó là nỗi đau dai dẳng khiến cho cô ám ảnh cho đến tận bây giờ. Dù danh phận là vợ anh, nhưng mà hàng ngày chỉ sống một mình trong villa rộng lớn. Dùng bữa thì cô đơn đến mức phải nói người làm ăn cùng. Cũng chẳng thể nào về nhà với Hàn lão gia, bởi vì sợ ba sẽ lo lắng rồi nghĩ chồng cô không tốt. Khi cô ốm cũng là tự cô lo cho chính mình. Cô gọi điện cho anh thì anh không nghe máy. Suốt hơn một năm anh bỏ mặc cô sống lẻ loi đơn độc. Cũng vì vậy nên cô không muốn anh biết cô có thai. Lỡ như cô về sống cùng anh một lần nữa bỏ rơi cô. Bây giờ cô còn có thêm con, chỉ sợ nỗi đau đó cô sẽ không thể nào chịu được. Em không muốn anh nghĩ rằng em dùng con để trói buộc anh, Hải Đăng. Cô vẫn chưa tin rằng anh yêu cô sâu đậm. Chính vì vậy nên cô nghĩ nếu nói cho anh biết chuyện cô có thai, lỡ đâu anh sẽ nghĩ rằng cô muốn dùng đứa bé để giữ chân anh thì sao? Tuy cô không trả lời thẳng vào câu hỏi của anh, nhưng mà câu nói đó cũng đủ cho anh hiểu rằng cô vừa thừa nhận chuyện mình có thai rồi. Tại sao em lại nghĩ như vậy chứ? Anh thật lòng muốn ở bên cạnh em. Em không tin anh sao, Linh Đan? Câu nói của cô khiến anh tim nhói đau. Đến lúc này thì anh mới chợt nhận ra cô không tin tưởng vào tình cảm của anh như anh vốn nghĩ. Trước đây cô không ngừng hy vọng anh làm lơ cô, khiến cho cô tuyệt vọng đến gục ngã rồi. Em cũng không biết, đi hay ở là quyền của anh. Anh cũng không cần vì trách nhiệm mà ép mình ở bên cạnh em đâu. Em có thể tự nuôi con một mình. Một đứa em nuôi được, bây giờ hai đứa em cũng nuôi được. Cô bế Tiểu Phi ở trên tay. Anh nhìn cô, thì ra trong lòng cô vẫn còn nhiều rào cản với anh đến như vậy. Nói đến chuyện yêu đương nhau nghiêm túc, cô lập tức bác bỏ ngay. Nhọc con đã buồn ngủ rồi, cô dỗ con ở trong lòng. Thật tâm thì chính cô cũng bị cảm xúc của bản thân mình dằn vặt bởi những chuyện đã qua trong quá khứ. Đặt con vào trong nôi, cô im lặng không nói gì. Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Anh bước đến trước mặt cô, vòng tay ôm eo cô từ đằng sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô, dù vừa bị cô phũ phàng xong. Anh thật sự rất vui khi mà biết em có thai.
chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho các con. Thời gian qua, anh đã cố gắng hết mình, chỉ mong rằng em có thể hiểu tình cảm của anh. Chẳng lẽ em không cảm nhận được một chút nào sao? Trái tim cô bất giác đập mạnh, cô quay đầu nhìn anh, hai người bốn mắt chạm nhau. Anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là người duy nhất cô yêu trong đời. Cũng là người khiến cho cô mang theo bao hoài nghi về tình cảm mà không dám tiến tới. Anh sẽ không bỏ em và không bỏ con, đúng không? Tuy rằng câu hỏi này thoạt nghe cứ nghĩ rằng nó đơn giản, nhưng mà cô đã cố gắng dồn nén tất cả tâm tư, âu lo để mà có dũng khí hỏi anh câu đó. Suy cho cùng, vì yêu anh nên cô mới dây dưa đến tận bây giờ, không nỡ từ bỏ, nhưng mà cứ chần chừ không dám tiến tới. Anh hiểu cảm giác của cô chứ? Quá khứ anh đã không thể nào thay đổi được, nhưng mà hiện tại chắc chắn anh sẽ không ngừng cố gắng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời anh, đó chính là 3 năm trước đánh mất em. Anh sẽ không rời xa em thêm một lần nào nữa đâu. Cô nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông, anh rất kiên định với những điều anh vừa nói ra. Cuộc đời này ai cũng có những khoảnh khắc, thời gian mắc sai lầm. Anh hy vọng rằng bây giờ vẫn chưa muộn để bù đắp cho cô gái nhỏ. Linh Đan ôm chầm lấy anh, anh cũng vòng tay ôm vợ vào trong lòng. Cô có thai vốn là chuyện vui, anh muốn cả hai người có thể hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc cho các con thật tốt. Chỉ cần như vậy thôi là cũng đủ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. 7 giờ tối, Vũ Tuấn tự dưng đến nhà cô. Anh ta có mua rất nhiều đồ chơi và đồ ăn. Cô mời Vũ Tuấn ngồi xuống, dù sao thì hai người cũng là anh em thân thiết. Anh đến thăm em và con. Xem ra anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định chinh phục Linh Đan, kể cả khi mà cô đã có con riêng rồi. Anh chu đáo thế này, em thấy ngại lắm. Anh nở ra nụ cười. Sau bao ngày suy nghĩ, có lẽ là Vũ Tuấn đã lấy lại tinh thần, nhìn nhận sự việc một cách thoải mái hơn. Có gì đâu, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, em nói ngại anh buồn đấy. Cô chỉ đành nhận lấy những món đồ mà anh mua cho. Dù sao thì Vũ Tuấn cũng đã cất công mang đến tận nhà cô rồi. Cũng may là bây giờ Hải Đăng đã thuê được chỗ đỗ xe ở sân nhà hàng xóm, nên không đỗ xe trước cổng nhà cô nữa. Nếu không thì chắc chắn lúc nãy khi mà Vũ Tuấn đến đây, anh ta sẽ thắc mắc và đặt câu hỏi ngay. À, em cho anh gặp em bé có được không? Anh muốn thăm cậu bé một chút. Tiểu Phi ngủ rồi, nó ngủ sớm lắm, hay là để khi khác em cho anh gặp bé nha. Vũ Tuấn gật đầu, thái độ vô cùng ôn nhu. Vậy cũng được. Bên trong khe hở của cánh cửa phòng ngủ lúc này đây, Hải Đăng hóng chuyện, đang ghen tức mà không thể nào nói cùng ai. Cái tên kia, đưa đồ xong rồi, tại sao còn không mau về chứ? Biết rõ Vũ Tuấn thích Linh Đan, cho nên Hải Đăng càng cảm thấy khó chịu khi mà anh ta đến gần cô thế này. Nhìn cô cười cười nói nói vui vẻ với Vũ Tuấn mà anh càng cảm thấy không vui. Lúc nãy cô dặn anh phải ngoan ngoãn ở yên trong phòng, không được ra ngoài làm loạn. Anh chỉ đành ngậm ngùi hé cửa quan sát. Cho dù tức giận trong lòng nhưng vẫn phải cố gắng nhịn xuống. Linh Đan này, anh có thể làm ba nuôi của con trai em được không? Cô có chút bối rối trước lời đề nghị bất ngờ từ Vũ Tuấn. Nhận thấy sự chần chừ của cô, anh ta nói tiếp. À, chỉ là anh muốn thường xuyên đến thăm em bé thôi, em đừng quá căng thẳng nha. Sự nhiệt tình này của anh ta làm sao mà cô có thể vô tình không đồng ý cơ chứ. Lần trước cô đã từ chối lời tỏ tình của anh ta, khiến cho Vũ Tuấn đau lòng rồi. Nếu lần này khước từ cái yêu cầu nhỏ nhoi này thì phải chăng là cô quá ích kỷ? Linh Đan nở ra nụ cười dịu dàng. Cũng được. Người đàn ông đứng bên trong cánh cửa nghe cuộc nói chuyện thì nắm chặt lòng bàn tay, vừa ghen vừa tức, không thể nào tả xiết. Ba nuôi sao? Tôi đã cho phép anh chưa nào? Trong khi Lộ lão gia đang ngồi đọc tiểu thuyết thì bà Chi Linh bước tới, ngồi xuống bên cạnh ông, vẻ mặt của bà đầy hớn hở. Anh này,
Nếu bây giờ Vu Tuấn mang cháu đích tôn về cho Lộ ra, thì có phải là anh sẽ làm theo lời hứa chia 70% trên tổng số tài sản cho Vu Tuấn, đúng không anh? Lộ lão gia hạ quyển sách đang cầm trên tay, thái độ có chút bất ngờ. Vốn dĩ Vu Tuấn còn chưa từng đưa người yêu về ra mắt gia đình, hay là nói với ông chuyện mình có người yêu. Đùng một cái, bà Chi Linh lại nói như thể Vu Tuấn đã có con, khiến cho ông không tránh khỏi khó hiểu. Em nói như vậy, chẳng lẽ Vu Tuấn có con rồi à? Thực ra Vu Tuấn là người đàn ông thành đạt, việc anh ta dễ dàng có người yêu và có con cũng chẳng phải chuyện gì xa lạ quá. Nghe câu hỏi của ông, bà diễn nét vui vẻ, như thể là bà đã lựa chọn được con dâu rồi. Ừ thì sắp tới anh sẽ rõ, nhưng mà em muốn anh khẳng định lần nữa lời hứa của mình trước đây. Lũ lão gia đâu phải là người không biết người vợ hai này mê tiền và mê vật chất như thế nào. Nhưng vì lũ lão gia trọng con trai và yêu thương núm ruột của mình, cho nên chỉ cần con trai ông ấy sinh được cháu đích tôn cho lộ ra, ông không tiếc phần tài sản kia. Đúng vậy, anh đã hứa rồi thì anh chắc chắn sẽ giữ lời. Giữa Hải Đăng và Vu Tuấn, đứa nào có con trai trước, anh sẽ để lại 70% trên tổng số tài sản cho đứa đó. Trên môi người đàn bà nở ra nụ cười gian xảo. Cùng lúc này, Lộ phu nhân đang đứng sau bức tường của phòng khách đã nghe thấy tất cả. Bà ta vội vàng trở về phòng gọi điện cho Hải Đăng. Con à, chuyện lần trước mẹ thấy Hàn Linh Đan ở trong bệnh viện đó, con đã hỏi lại cô ta chưa? Rốt cuộc cô ta có mang thai không nào? Vào cái ngày Lộ lão gia sang phòng của bà Chi Linh, bà ta nhân cơ hội thông báo với ông một chuyện rất quan trọng. Bởi vì có đến hai người vợ, cho nên lão gia phải luân phiên xen kẽ theo ngày để ngủ cùng phòng với vợ lớn, vợ nhỏ. Khổ nỗi, dù hai bà vợ không ưa gì nhau, không ai chịu rời khỏi Lộ gia, bởi vì sợ Lộ lão gia sẽ gần gũi nhường tài sản cho người còn lại. Do vậy chẳng ai nhường ai, không ưa nhau vẫn phải ép buộc bản thân mình sống chung một mái nhà. Anh xem đi, đây đúng là một tin vui của Lộ gia, có đúng không nào? Chuyện này đến quá đỗi bất ngờ và đột ngột, khiến cho tâm trạng của ông thoáng chốc trở nên rối bời. Lộ lão gia lướt mắt nhìn xuống những dòng chữ cuối cùng của tờ giấy xét nghiệm ADN mà bà Chi Linh vừa đưa. Đây cũng là những thông tin quan trọng nhất, ghi rất rõ mối quan hệ cha con. Những gì bản thân mình vừa đọc được khiến cho Lộ lão gia rất sốc. Ông nhìn bà Chi Linh, ánh mắt còn mang theo vô vàn sự hoang mang. Chưa câu hỏi khẳng định từ chồng, bà nở ra nụ cười đắc ý. Đây là kết quả xét nghiệm của Vu Tuấn và con nó sao? Đúng vậy. Kết quả xét nghiệm này là bằng chứng xác thực nhất rồi. Vu Tuấn đã có một đứa con trai, cậu nhóc được một tuổi rồi. Lũ lão gia đón nhận thêm cú sốc mới, mọi chuyện không thể ngờ lại xảy ra đột ngột như vậy. Nhưng mà nghe nói mình đã có cháu đích tôn, tâm trạng của ông đan xen sự vui mừng. Đã có con trai một tuổi rồi sao? Thế mà sao không nghe Vu Tuấn nó nói gì cả, mà nó có con với ai chứ? Quả thật Lũ lão gia đã đặt câu hỏi có liên quan đến mẹ của đứa nhỏ. Người xảo quyệt mưu mô như bà Chi Linh chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị từ trước. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch của bà ta. Chuyện là trước đây Vu Tuấn và mẹ đứa nhỏ chưa xác định chắc chắn tình cảm, mối quan hệ của hai đứa không thuận lợi. Con bé có một thời gian là mẹ đơn thân. Chính vì vậy Vu Tuấn nó không nói cho anh biết, sợ anh phiền lòng. Bây giờ mọi chuyện ổn rồi, hai đứa làm lành rồi. Vu Tuấn đã đưa đứa bé đi xét nghiệm để khẳng định huyết thống con cháu Lộ gia. Nghe đến đây, Lộ lão gia cảm thấy lời giải thích của bà khá hợp lý, không còn gì thắc mắc nữa. Biết được ông đang định đặt câu hỏi về mẹ đứa nhỏ, bà tiếp tục diễn giải. Thật ra thì mẹ đứa bé chính là Hàn Linh Đan. Bà liên tục đưa Lộ lão gia đi từ bất ngờ này đến cú sốc khác. Ông nhíu mày, đồng thời mở to mắt vì quá kinh ngạc. Cái gì cơ?
Em nói mẹ đứa nhỏ là Linh Đan. Chẳng lẽ Linh Đan này là vợ cũ của Hải Đăng sao? Bà Chi Linh nở ra nụ cười, vốn dĩ mọi chuyện đang nằm trong dự liệu của bà ta. Miệng mồm nhanh nhạy, sẵn tính mưu mô, bà ta được nước vẽ vời. Chuyện này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Vu Tuấn nó chần chừ không nói cho gia đình biết. Anh nghĩ mà xem, Linh Đan là vợ cũ Hải Đăng, mà bây giờ Vu Tuấn lại yêu con bé, cho nên nó cũng sợ anh không đồng ý đấy. Chuyện này nghe qua có chút rối rắm, Lũ lão gia vì quá bất ngờ trước sự việc nên không tránh khỏi hoang mang. Sao lại có chuyện rắc rối như vậy chứ? Không để cho ông suy nghĩ gì thêm, bà ta nắm bắt tâm lý của người đầu ấp tay gối mà phân trần đúng sai. Dù sao thì Hải Đăng và Linh Đan cũng đã ly hôn rồi, sau đó con bé mới đến với Vu Tuấn. Suy cho cùng, đây cũng không phải là chuyện gì trái luân thường đạo lý, cũng không to tát. Anh thấy em nói như vậy có đúng không? Miệng lưỡi của bà ta vốn lắt léo, nói ra câu nào khiến cho Lộ lão gia gật gù câu đó. Em nói cũng phải, nếu hai đứa yêu nhau và đã có con với nhau rồi thì anh cũng chẳng có lý do gì để cấm cản hết. Trên môi bà Chi Linh dần dần hiện ra nụ cười xảo trá, đan xen sự đắc ý, mãn nguyện vô cùng. Nếu không gian xảo, bất chấp thủ đoạn thì bà ta nào có được ngày hôm nay hiền ngang bước chân vào Lộ gia, trở thành vợ nhỏ của Lộ lão gia. Về phần Lộ phu nhân, bà ngồi trong phòng, tâm trí vẫn còn suy nghĩ về việc Hải Đăng khẳng định là Linh Đan đã có thai rồi. Rõ ràng trước đây khi cưới nhau 2 năm cô không mang thai, vậy mà bây giờ hai người ly hôn rồi thì cô lại có con với anh. Hai đứa này đúng là khiến cho người ta phải khó hiểu đến đau đầu. Xem ra giấc mơ để Bối Trúc Kiều trở thành con dâu Lộ gia của bà ta đã hoàn toàn tan biến rồi. Buổi trưa vẫn diễn ra bình yên như mọi khi. Hôm nay Linh Đan muốn ở nhà để dưỡng sức nên là không đến công ty, cũng không đến shop thời trang pha gì. Linh Đan dành thời gian chăm sóc con và cùng dì Ly chuẩn bị bữa ăn. Lát nữa Hải Đăng sẽ dùng cơm cùng cô. Có tiếng chuông cửa vang lên, cô ra ngoài xem tình hình, thấy Lộ lão gia vừa mở cửa xe bước xuống, cô vô cùng ngạc nhiên. Ba, à không, Lộ lão gia, sao ba ông lại đến đây? Dì Ly nghe chuông cửa cũng bước ra ngoài giúp cô mở cổng. Sự xuất hiện của Lộ lão gia khiến cho bà rất bất ngờ. Hết mẹ chồng cũ rồi lại đến ba chồng cũ đến tìm Linh Đan. Chính bà cũng không đoán được có chuyện gì xảy ra với cô nữa. Bà có chuyện này muốn hỏi rõ con. Cho dù cô và Hải Đăng đã ly hôn, cũng là lần đầu tiên cô gặp lại ông sau khi mà chấm dứt cuộc hôn nhân với anh. Lộ lão gia vẫn quý cô mà gọi cô là con, coi cô là con dâu. Vừa ngồi xuống ghế, sau vài câu hỏi thăm sức khỏe, Lộ lão gia vào thẳng vấn đề chính, mở đầu cho cuộc khai thác sự thật. Ông lên tiếng: "Con và Vu Tuấn đang yêu nhau có đúng không?" Tự dưng nghe ông hỏi như vậy khiến cho cô rất bất ngờ. Cô lập tức phủ nhận mà không một chút nào chần chừ. "Dạ không ạ, làm gì có chuyện đó. Con và anh Vu Tuấn chỉ là anh em thôi ạ." Nghe đến đây, Lộ lão gia đã nhận thấy điều bất thường, xem ra bà Chi Linh đánh giá thấp ông rồi. Trên thực tế, người đàn ông này đã trải qua 2/3 cuộc đời, cũng từng có máu mặt trên thương trường trước khi về hưu. Một người giàu có bằng thực lực, đầu óc rất nhạy bén và có sự tính toán khôn lường. Bà Chi Linh tuy rằng mưu mô nhưng xem ra vẫn còn non và xanh, vẫn còn kém ông vài bậc. Con và Vu Tuấn thật sự chỉ là anh em thôi sao? Hai đứa không có mối quan hệ yêu đương gì à? Cô gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, khẳng định chắc chắn. Dạ vâng, con và anh ấy chỉ đơn thuần là bạn bè, anh em. Mà tại sao tự dưng ba lại hỏi con chuyện này chứ? Lộ lão gia nghe đến đây, tạm thời không trả lời câu hỏi. Ông tiếp tục làm rõ vấn đề. Còn chuyện này nữa, ba nghe nói con đã có con rồi, đúng không? Cô không quá bất ngờ khi mà ông biết chuyện này. Vì vốn dĩ Lộ phu nhân và Vu Tuấn đều đã biết cô có con
nên cô nghĩ rằng có thể họ đã nói chuyện với Lụ lão gia. Dù sự thật ông biết được việc cô có bé Tiểu Phi lại thông qua bà Chi Linh. Dạ vâng, nhưng mà sao ba lại hỏi con những chuyện này ạ? Lúc này đây, Lụ lão gia lấy tờ giấy xét nghiệm ADN mà đưa cho cô. Đây, con xem đi. Cô đọc xong nội dung kết quả xét nghiệm thì lắc đầu. Không thể nào, con khẳng định Tiểu Phi không phải là con ruột của Vu Tuấn. Kết quả xét nghiệm này chắc chắn là giả. Ở đâu mà ba có tờ giấy này chứ? Xem ra sự thận trọng của Lộ lão gia không thừa thãi một chút nào. Ông nào có thể đặt trọn niềm tin bằng vài ba lời nói bâng quơ của bà Chi Linh? Dù bà ta đã cẩn thận đến mức đưa cho ông phiếu xét nghiệm ADN, ông vẫn không tin tự mình kiểm chứng. Là mẹ nhỏ con đã đưa cho ba đấy. Bà ấy nói rằng con và Vu Tuấn đã có con trai với nhau. Linh Đan rất sốc khi mà nghe thấy tin này. Thật không ngờ bà Chi Linh có thể đơm đặt chuyện không có nói có. Khả năng bịa chuyện của bà ta có thể được xếp vào hàng thượng thừa rồi. Dạ, tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ. Con không hiểu tại sao mẹ nhỏ lại làm như vậy. Còn cả tờ giấy xét nghiệm này nữa, chẳng lẽ là... Đúng vậy, là mẹ nhỏ đưa cho ba đấy. Mà Linh Đan này, con có thể nói cho ba biết rốt cuộc đứa nhỏ là con của ai được không? Vốn dĩ ông đã rất khó hiểu khi mà vợ nhỏ của mình ngang nhiên nói đứa bé là con của Vu Tuấn, trong khi Linh Đan phủ nhận. Từ đó suy ra khả năng cao là cô đang là mẹ đơn thân. Sẵn dịp ba con ngồi nói chuyện, ông cũng muốn hỏi cho rõ vấn đề. Linh Đan có chút đắn đo, ngập ngừng. Trong lúc đang loay hoay đưa ra câu trả lời thì có giọng nói của Hải Đăng vang lên. Ba, Tiểu Phi là con ruột của con. Linh Đan giật thót tim vì quá bất ngờ. Cô quay đầu nhìn anh. Lũ lão gia cũng sốc, không nói nên lời. Một phần vì ngạc nhiên khi mà thấy Hải Đăng xuất hiện ở đây. Phần còn lại là bởi vì câu nói vừa rồi của anh. Hóa ra anh có con với vợ cũ, dù hai người đã ly hôn được 3 năm sau. Bạn nãy anh trở về nhà, thấy cổng không khóa, chỉ khép hờ. Anh nghĩ có khách đến. Mọi khi cô đều khóa cổng rất cẩn thận. Anh để nhẹ cổng đi vào trong nhà. Chỉ vừa bước đến phòng khách đã thấy cô đang nói chuyện với ba mình. Anh lắng nghe câu chuyện. Lúc đầu là vô tình nghe thấy, nhưng rồi sau đó anh cố tình đứng nghe trọn vẹn cuộc đối thoại. Đến đoạn quan trọng thì lập tức đi vào lên tiếng. Chuyện này trước sau gì cũng phải được làm sáng tỏ, không thể nào che giấu mãi. Hải Đăng, sao con lại ở đây? Còn nữa, con vừa nói Tiểu Phi là con ruột của con sao? Hải Đăng vừa định nói tiếp thì giọng nói khác lại xen vào. Vậy hóa ra đứa nhỏ là con ruột của con sao? Ôi trời đất ơi, Hải Đăng, mẹ có cháu trai rồi. Là Lộ phu nhân. Bà ta vội vàng bước đến gần Hải Đăng. Trong lòng bà ta lúc này dâng lên sự hài lòng, mãn nguyện, khôn xiết, như thể vừa nhặt được quả trứng vàng. Hôm nay Lộ phu nhân muốn đến tìm Linh Đan để mà trực tiếp hỏi rõ về cái thai. Bà nghe thấy cuộc nói chuyện của bà Chi Linh, Lộ lão gia về việc Vu Tuấn có con trai khiến cho bà rất lo lắng. Chính vì vậy bà ta khẩn trương tìm hiểu về cái thai trong bụng Linh Đan. Hy vọng nếu cô có thai là con trai thì tốt quá. Nào ngờ chỉ vừa bước vào đã nghe thấy Hải Đăng khẳng định Tiểu Phi là con trai của mình. Không cần đợi chờ đã có sẵn đứa cháu trai kháu khỉnh đáng yêu rồi. Sao em cũng ở đây chứ? Lũ lão gia lên tiếng. Mọi người thi nhau xuất hiện khiến cho lũ lão gia chóng mặt. Đến khi mà cả bốn người cùng nhau ngồi xuống, Hải Đăng bắt đầu nói rõ. Tiểu Phi chắc chắn là con ruột của con. Con đã xét nghiệm ADN rồi. Linh Đan cau mày, thật là quá bất ngờ trước điều này. Anh xét nghiệm ADN với con sao? Anh làm lúc nào? Tại sao em không biết gì cả? Thật ra Hải Đăng cũng chỉ vừa nhận kết quả ADN cách đây một ngày. Hôm nay anh vừa định hỏi rõ cô thì cả ba lẫn mẹ của anh đều đến đây hỏi chuyện. Anh nhận thấy đây là dịp thích hợp để nói rõ vấn đề. Trong quá trình anh chăm sóc cho Tiểu Phi, anh càng ngày càng nhận ra cậu bé
có nhiều nét giống mình. Hơn nữa, khi mà anh nhớ đến đêm định mệnh cùng với một người con gái mà anh không thể nào nhớ được trong quá khứ, bất giác anh nghĩ đến Linh Đan. Điều này thôi thúc anh phải tìm ra sự thật về cha ruột của Tiểu Phi. Còn nhớ, khi cả hai người ly hôn được nửa năm, trong buổi tối định mệnh đó, Linh Đan đã một thân một mình đến quán rượu để giải sầu. Chủ yếu là Nhâm Nhi, thứ chất lỏng có cồn, thay đổi bầu không khí ngột ngạt, khi mà cứ thường xuyên tự nhốt mình ở trong phòng từ sau khi hôn nhân kết thúc. Trùng hợp thay, cô gặp Hải Đăng. Nhưng anh không phải đau lòng vì đã ly hôn với cô nên mới đến đây uống rượu, mà bởi vì anh nhớ mong bối Trúc Kiều. Ban đầu Linh Đan chỉ định làm lơ, xem như không nhìn thấy anh xuất hiện. Nhưng nào ngờ đâu Hải Đăng uống quá đà, say xỉn. Cô nhìn thấy nữ nhân viên quán bar ăn mặc hở hang, nhân cơ hội chạy đến đỡ lấy anh, không ngừng áp cơ thể của mình vào cánh tay anh. Cho dù đã ly hôn thì nhìn thấy cảnh tượng đó, cô vẫn nổi cơn ghen tuông mà không kiềm chế được bản thân. Linh Đan vội vàng đi đến giành lấy Hải Đăng. Cô thẳng thừng nói mình là vợ của anh, khiến cho nữ tiếp viên lẳng lơ kia chịu bỏ cuộc. Trong cơn say mềm, anh không còn đủ tỉnh táo để nhận ra Linh Đan là ai nữa. Cô cận kề bên anh, nhưng mà anh luôn miệng gọi tên bối Trúc Kiều. Trong lòng cô đau đớn, thân hình bé nhỏ so với anh, cho nên cứ loạng choạng bước đi, khó khăn dìu anh ra khỏi quán rượu. Cô định đưa anh về nhà, nhưng có chút ái ngại, bởi vì dù sao cả hai người cũng ly hôn rồi. Đã 6 tháng trôi qua, cô không muốn quay về nơi chất chứa toàn là những ký ức đau lòng. Quán rượu nằm ở trên tầng trên cùng của một khách sạn. Anh say đến mức buồn nôn, cô phải bụ miệng anh cho anh đi vào nhà vệ sinh. Thật sự là quá chật vật. Suy đi tính lại, cô đành thuê một phòng khách sạn để anh ở tạm qua đêm. Anh đã quá say rồi. Dìu anh vào trong phòng, đặt anh nằm xuống giường, cô lập tức thấy nhẹ cả người. Suy chút nữa, xương sống cô đã gãy làm đôi rồi. Nào ngờ đâu, anh không cho cô về, mặt dày nắm tay của cô giữ cô lại. Miệng thì không ngừng gọi tên bối Trúc Kiều. Cô có phản ứng chống trả và đẩy anh ra. Sau một lúc thì chỉ đánh bất lực, cơ thể càng thêm mềm nhũn trước nụ hôn của người đàn ông mình yêu thương. Cho dù cô thừa biết anh hôn cô bởi vì nghĩ rằng cô là bối Trúc Kiều. Cuối cùng thì Linh Đan cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của anh. Cô trao thân cho chồng cũ trong sự đau đớn tột cùng. Anh luôn miệng gọi tên của người mình yêu thương. Sau đêm ân ái cuồng nhiệt, cô thức giấc vào rạng sáng và bỏ đi trước. Đến khi mà Hải Đăng tỉnh dậy, đầu anh đau đớn dữ dội. Anh cũng không nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Dấu vết còn sót lại duy nhất đó chính là vệt máu đỏ ở trên ga giường trắng tinh. Anh cũng nhận ra thân thể mình không mảnh vải che thân. Anh đinh ninh nghĩ rằng bản thân mình đã qua đêm với một nữ nhân viên hầu rượu. Anh có chút bất ngờ khi mà cô gái này chọn cách âm thầm bỏ đi, thay vì đòi anh chịu trách nhiệm hay là vòi vĩnh tiền bạc. Dù sao, cô vẫn còn lần đầu tiên. Chắc chắn có thể ra giá cao, giống như cách mà nữ tiếp viên khác thường làm. Anh có chút khó hiểu. Anh đến cuối đặt phòng để hỏi về cô gái ở cùng phòng với mình. Nhân viên nói rằng họ ghi nhận chứng minh thư của anh để giao phòng, cho nên không biết thông tin của cô gái đó. Đồng nghĩa với việc Linh Đan không muốn dính líu đến anh, nên lấy chứng minh thư trong ví tiền túi quần của anh để mà đặt phòng. Thế nên trong suốt thời gian dài sau đó, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng đêm đó anh quá say, nữ nhân viên trong quán rượu đưa anh đến phòng của khách sạn và xảy ra chuyện ân ái. Nào ngờ sau một tháng kể từ cái đêm định mệnh đó, Linh Đan đã phát hiện ra mình có thai. Lúc này tâm trạng của cô vô cùng rối bời, nhưng cô tuyệt đối không thể nào tàn nhẫn bỏ con, cho dù hai người đã ly hôn. Cô cũng không nói gì với dì Yến và Hàn Lão Gia về danh tính của ba đứa nhỏ trong bụng, bởi vì hai người rất thương cô, không muốn cô bị thiệt thòi, chắc chắn sẽ trách móc hoặc là tìm đến Hải Đăng nói cho anh biết và hỏi tội anh. Cô chỉ tâm sự chuyện này với duy nhất Nhã Khanh. Cô ấy cũng giúp cô giữ bí mật cho đến tận bây giờ.
cô lặng lẽ mang thai con của Hải Đăng, cho dù anh không hề yêu thương cô. Cô cũng không muốn nói cho anh biết, để rồi anh nghĩ rằng cô mưu mô, muốn dùng cái thai để quay lại với anh. Vậy nên cô âm thầm chịu đựng, sinh ra cậu bé Tiểu Phi, rồi âm thầm nuôi con, chưa từng oán trách anh bất kỳ một điều gì. Vợ chồng Lụ Lão Gia sau khi biết được sự thật này thì bảo cô bế em bé Tiểu Phi ra cho hai người gặp mặt. Ánh mắt của Linh Đan lo lắng nhìn về phía Hải Đăng. Anh nắm tay cô, khẽ gật đầu, tỏ ý với cô rằng cứ để cậu bé gặp mặt ông bà nội. Cô hiểu rõ ai cũng có cội nguồn, huống hồ đây là ông bà nội của cậu bé. Tuy rằng cô vẫn có chút lo âu, nhưng dù sao cũng phải để cho vợ chồng Lụ Lão Gia gặp mặt cháu đích tôn một lần. Lụ phu nhân xưa nay tính tình cọc cằn, khó chịu với Linh Đan, nhưng bây giờ được tận tay bế bồng đứa bé thì tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Bà còn nở ra nụ cười tươi với Linh Đan, khen cô khéo chăm con nên Tiểu Phi trông rất khỏe mạnh, bụ bẫm. Lụ Lão Gia vốn dễ thích con trai, nhìn đứa cháu nội đích tôn đáng yêu như vậy, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Hải Đăng choàng tay lên vai cô, nhẹ nhàng xoa dịu cô. Anh biết cô lo lắng bởi vì chưa quen với việc ba mẹ anh tiếp xúc với Tiểu Phi như vậy. Nhưng mà đây chắc chắn là điều cần thiết và nên làm, dù sao thì ông bà cũng rất yêu thương cháu. Bên cạnh đó còn có đứa nhỏ chưa chào đời ở trong bụng cô. Đây cũng là dịp để cô và anh nói với ba mẹ về chuyện hai người tái hôn với nhau. Buổi tối hôm đó tại Lộ Gia, Lộ phu nhân đứng đằng sau lưng chồng cười hả hê. Còn bà Chi Linh thì đang hoảng sợ, lo lắng tột cùng khi bị bóc trần sự thật. Bàn tay bà ta ôm lấy một bên má vừa bị Lộ Lão Gia tát cho một cái rất mạnh, giọng nói tỏ rõ sự đáng thương. Anh à, em xin lỗi, là em sai rồi. Vũ Tuấn cũng lên tiếng. Ba, sao ba lại đánh mẹ con như vậy chứ? Từ từ nói chuyện không được sao? Lộ Lão Gia tức giận, đưa tay chỉ vào mặt của Vũ Tuấn. Là hai mẹ con chúng mày hám tiền của nên dựng ra vở kịch này. Đúng là non nớt, mày còn bênh vực cho người đàn bà xảo trá này sao? Vũ Tuấn vô cùng tức giận khi mà nhìn thấy thái độ cọc cằn của ba mình. Hơn nữa, khi nghe chuyện Tiểu Phi là con ruột của Hải Đăng, anh ta càng khó lòng chấp nhận sự thật này. Nhưng mà cái cách ba dùng bạo lực giải quyết vấn đề là sai rồi. Bây giờ, ba chỉ xem duy nhất Hải Đăng là con của ba thôi, có đúng không? Bởi vì nó sinh ra cháu đích tôn cho ba, đúng chứ? Ông nhìn Vu Tuấn bằng ánh mắt bực tức. Vốn dĩ mày cũng là vì gia sản này mà cùng với mẹ mày đổi trắng thay đen đó thôi. Mày khiến cho ba thật sự là quá thất vọng. Vu Tuấn không nói thêm gì nữa, im lặng nắm tay của bà Chi Linh rời khỏi nhà. Tạm thời Vu Tuấn sẽ đón bà ta về ở cùng với mình để tránh khỏi cơn thịnh nộ của Lộ Lão Gia. Ngay từ đầu cũng là vì lòng đố kỵ ghen ghét, không muốn Hải Đăng có được khối tài sản lớn của Lộ Gia, Vu Tuấn đồng ý thực hiện kế hoạch sai trái với mẹ mình. Anh ta không muốn Hải Đăng nắm phần lớn số tài sản, trong khi bản thân mình thì phải ngậm ngùi chịu thua. Kết cục này cũng là điển hình cho câu gieo gió gặt bão rồi. Hải Đăng nhìn cô phải chăm con vất vả, anh cảm thấy bản thân mình thật là hư đốn. Tiểu Phi còn chưa biết đi mà anh đã khiến cho cô mang thai thêm một lần nữa rồi. Anh tự dưng bước đến ôm chặt lấy cô từ đằng sau. Anh nghĩ đến chuyện quá khứ. Trước đây cô vì không muốn anh nghĩ cô dùng đứa bé trói buộc mình, âm thầm chịu đựng sinh con. Giờ đây mới cảm thấy bản thân mình đúng là quá tồi tệ. Anh xin lỗi, vì trước đây anh đã không biết trân trọng em, Linh Đan. Tự dưng nghe những lời này từ anh, cô quay đầu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt của anh. Mọi chuyện qua rồi, anh đừng tự trách bản thân mình. Anh nở ra nụ cười, nhân cơ hội đặt lên môi cô một nụ hôn. Cảm ơn em đã sinh cho anh một cậu bé đáng yêu như vậy, còn có cả thiên thần nhỏ chưa chào đời nữa. Cô mỉm cười, giây phút này đây bất giác cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh cuồng nhiệt chiếm môi cô, tận dụng cơ hội mà bước tới.
Cô theo phản xạ lùi về đằng sau, đến khi mà chân chạm vào vật cản ở đằng sau, cả hai người cùng nhau ngã lưng xuống giường. Hai người cùng nhau diễn cảnh nóng bỏng trong căn phòng nhỏ ấm áp. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, hai cơ thể không mảnh vải che thân cuốn chặt, cuồng nhiệt trao cho nhau nụ hôn triền miên, giống như hòa vào là một. Mới sáng sớm, Lũ phu nhân đã đến tìm Linh Đan, bảo rằng muốn thăm cháu nội đích tôn. Hôm nay chủ nhật, Hải Đăng không đi làm, dành thời gian ở nhà chăm sóc vợ con. Bà mải mê ôm bế Tiểu Phi ở trong lòng rồi nói với Hải Đăng: "Mẹ nghĩ con nên mau chóng đón cháu cưng của mẹ về nhà con ở đi. Dù sao thì nó cũng là con cháu lộ ra. Bây giờ con sống ở đây khác nào ăn nhờ ở đậu nhà cô ta." Hải Đăng nhíu mày, giọng nói nghiêm túc: "Cô ta là cô ta nào?" "Cô ấy là mẹ của Tiểu Phi. Mẹ đừng gọi xa cách như vậy có được không?" Nghe con trai bênh vợ chằm chặp, Lũ phu nhân chợt nhận ra bây giờ không thể nào tùy tiện nói nặng lời với Linh Đan như trước, bởi vì con trai bà bây giờ đã yêu cô rồi. Hơn nữa cô cũng sinh cho Lộ gia một đứa cháu đích tôn khó khỉnh, lại còn đang mang thai đứa nhóc thứ hai. Có lẽ bà ta cũng cần tiết chế hơn trong lời nói. "Thôi được rồi, là Linh Đan, là mẹ của Tiểu Phi. Bây giờ con bênh cô ta. À không, con bênh con bé lắm đấy nhá." Hải Đăng mang vẻ mặt có chút căng thẳng. Anh biết nói ra điều này có thể sẽ khiến cho bà khó chịu, nhưng anh vẫn nói: "Con mong mẹ có thể hiểu một điều, Tiểu Phi không phải là chìa khóa cho cánh cửa danh vọng của mẹ đâu." Nghe lời nói thẳng thừng từ con trai, tâm can của người đàn bà như thể chột dạ. Nhưng dường như thật tâm, bà cũng không phải là người phụ nữ quá tệ bạc. "Con nghĩ mẹ tồi tệ đến như vậy à? Dù sao thì thằng bé cũng là cháu ruột của mẹ cơ mà. Không lẽ mẹ không thương không xót cháu mình? Cho dù mẹ có ham tiền thì cũng phần lớn là vì con thôi. Con nghĩ mà xem, Diệp Linh Chi cô ta nham hiểm như vậy, nếu để tài sản của Lộ gia về tay cô ta thì không biết mọi chuyện tồi tệ như thế nào. Căn bản người đàn bà xấu xa đó không xứng đáng có được gia tài của ba con hiểu chưa?" Việc tranh giành của cải hơn thua về vật chất của gia đình, Hải Đăng vốn dĩ không muốn dính líu đến, và anh càng không muốn quan tâm đến. Thực tế anh đã có sự nghiệp rực rỡ và cả khối tài sản kếch xù của riêng mình. Việc có được tài sản của Lộ lão gia hay không đối với anh không quan trọng. "Con cũng không có ý gì chê trách mẹ cả. Con chỉ mong rằng mẹ hiểu một điều, tiền tài vật chất không phải là do mình tạo ra, mà là từ việc tranh giành để có được, thì cũng không thể nào bền vững được, mẹ hiểu không? Ai làm chuyện xấu chắc chắn phải trả giá. Chuyện của chúng ta là sống tốt và cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có." Nghe lời con trai sâu sắc như vậy, người làm mẹ như bà trong phút chốc câm nín. Lúc này Tiểu Phi cất tiếng khóc. Linh Đan từ trong nhà bếp nghe thấy thì vội vàng bước đến bế con trai đang ngồi trong lòng Lộ phu nhân. "Mẹ đây, mẹ đây, để mẹ kiểm tra tã của con nhé. Con nín đi nào, cục cưng." Cô bế con vào trong phòng, Lộ phu nhân vẫn còn ngồi ghế suy nghĩ về lời nói của Hải Đăng. Anh không chần chừ đi vào trong phụ giúp cô. Biết cô đang mang thai, anh rất tận tụy và hết lòng chăm sóc vợ. Nhiều lúc lo cô làm việc nặng ảnh hưởng đến sức khỏe. Suy cho cùng, dù Lộ phu nhân từng không tán thành chuyện anh cưới cô, từng tỏ thái độ ghét bỏ chỉ chiết con dâu, nhưng không thể nào phủ nhận bà rất thương con trai và muốn làm những điều tốt nhất cho con trai. Nhưng có lẽ bà đã làm sai cách, cũng như là trách sai người khi nghĩ rằng Linh Đan là kẻ thứ ba phá hoại mối quan hệ của con trai và bối Trúc Kiều, từ đó không ngừng ghét bỏ cô, dù cô đối với bà lúc nào cũng ngoan hiền và lễ phép. Bà tranh giành tài sản hy vọng có được cháu trai trước vợ bé của chồng để có thể cùng với con trai hưởng số gia tài khổng lồ, nhưng bà chỉ nghĩ theo hướng của bà, quên mất cảm nhận của con mình. Ngồi trên xe trở về, tâm trạng của Lộ phu nhân không một chút nào tốt đẹp từ sau cuộc nói chuyện với bối Trúc Kiều.
Chuyện là vài tháng trước, cô ta đã trèo kéo Lộ phu nhân cùng góp tiền để mà đầu tư chứng khoán nhằm sinh lời. Bố Trúc Kiều còn bảo nhân viên công ty chứng khoán là bạn thân của cô ta, nên biết rất rõ thông tin và sẽ tư vấn cho Lộ phu nhân, chỉ dẫn bà cách đầu tư sinh lời lớn. Ban đầu Lộ phu nhân có chút đắn đo, nhưng do mồm miệng của bố Trúc Kiều rất lanh lợi, dai hơn cả kẹo cao su, lại thêm việc người bạn của cô ta ra vẻ rất chuyên nghiệp, tư vấn nhiệt tình, cho nên Lộ phu nhân đã bị thuyết phục. Bên cạnh đó, bà cũng muốn kiếm thêm một số tiền để mà tích góp dưỡng già. Dẫu bà không thiếu tiền bạc, ngược lại dư giả là đằng khác, nhưng mà ai chẳng muốn có tiền đẻ ra tiền khi có cơ hội. Vì vậy, bà đã tin lời của bố Trúc Kiều. Đây là một quyết định hoàn toàn sai lầm. Sáng nay, bà hẹn gặp bố Trúc Kiều để hỏi về số cổ phiếu mình đã mua. Cô ta nói rằng bây giờ cổ phiếu của bà đã rớt giá trầm trọng, phải chịu lỗ vốn để bán cổ phiếu đi thì họa may còn giữ lại chút tiền. Thật ra thì bà chẳng hiểu gì về cổ phiếu, nghe tư vấn cũng chỉ thêm phần tin tưởng. Bà nhẹ dạ, dại khờ mà đưa cho bố Trúc Kiều một số tiền lớn để cô ta đứng tên đầu tư một chứng khoán. Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này đây. Trong một lần tình cờ, bà đã gặp bố Trúc Kiều cùng nữ nhân viên công ty chứng khoán cùng nhau ăn tối trong một nhà hàng. Điều khiến cho bà hoài nghi và chú ý đó chính là việc cả hai người đang cùng nhau chia chác một số tiền. Linh cảm của bà ta mách bảo bản thân mình đã bị bố Trúc Kiều xỏ mũi dắt đi rồi. Ban đầu cô ta khẳng định với bà chắc chắn tiền đẻ ra tiền lời lớn, nhưng mà không ngờ rằng bà đã bị lỗ số tiền lớn. Trong khi đó cô ta lại chia tiền với nhân viên công ty chứng khoán, chắc chắn có gì đó bất ổn trong chuyện này. Bà chán nản với người mà mình từng hết lòng xem là con dâu tương lai, dù cô ta và con trai của mình đã chia tay được 6 năm. Lộ phu nhân thở dài, chưa kịp cắt đứt dòng suy nghĩ thì tự dưng lại giật thót tim khi mà tài xế ngồi cạnh thốt lên một tiếng. Âm thanh lớn vang lên và có cả tiếng va đập đinh tai nhức óc. Cơ thể của Lộ phu nhân và tài xế bị lực đẩy về phía trước rồi đập lưng mạnh vào ghế khi bác tài cố gắng phanh xe. Cũng nhờ có dây an toàn cho nên Lộ phu nhân vẫn bình an vô sự, nếu không thì e rằng đầu bị đập về đằng trước. Cơ thể cảm thấy rất đau nhức vì đã có tuổi rồi. Sau khi định thần lại, người tài xế phát hiện ra mình vừa va chạm với một chiếc xe ô tô khác ngược chiều, khiến cho hai đầu xe lao vào nhau dẫn đến móp méo. May mắn là không có thiệt hại về người. Tự dưng bà kêu rằng cổ bị đau, rất đau. Người dân xung quanh nhìn cảnh tượng va chạm xe thì vội vàng chạy lại xem tình hình và gọi điện cho cảnh sát đến giải quyết hiện trường. Cảnh sát đã đến nơi xử lý sự việc. Tài xế cũng được xác định là trong người có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, nhưng vẫn điều khiển phương tiện giao thông. Hắn ta phải chịu một khoản đền bù vì gây ra tổn thất của Lộ phu nhân. Bà cũng nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Qua kiểm tra, bác sĩ nhận thấy bà bị trật cổ do quá trình va đập trong xe, cần băng định hình cổ trong vài tuần, như vậy mới ổn được. Hải Đăng bận nhiều việc trong công ty. Sau khi mà đến bệnh viện để xem xét tình hình của Lộ phu nhân, thấy mẹ vẫn ổn, anh yên tâm về công ty. Quả là chuyện xui rủi từ trên trời rơi xuống, chẳng thể nào tránh được. Lộ lão gia cũng vào trong bệnh viện với vợ, còn có cả một người giúp việc đi cùng để giúp cho Lộ phu nhân có thể lo lắng, để giúp cho Lộ phu nhân có người phụ giúp. Linh Đan nghe tin mẹ chồng bị tai nạn thì cũng tranh thủ vào trong viện thăm bà. Cô gửi cục cưng nhỏ cho dì Yến chồng giúp, mang ít súp tự nấu vào cho bà. Cô cẩn thận đổ ra bát, còn tận tình lên tiếng. Dạ, con nhớ bác gái không thích ăn cháo, thế cho nên con còn nấu súp cá cho bác. Bác yên tâm, con đã lấy tất cả xương cá ra rồi. Lũ lão gia về nhà lấy ít đồ không có mặt. Bây giờ chỉ có cô và người giúp việc ở bên cạnh Lộ phu nhân. Bà nhìn cô tận tâm với mình mà trong lòng không ngừng cảm thấy hổ thẹn.
Trước đây bà đã dùng những từ ngữ rất nặng nề để chỉ trích cô. Ấy vậy mà khi bà gặp chuyện, cô vẫn sẵn sàng chăm sóc, trong khi cô lại đang có con nhỏ và mang thai thế này. Bà nhìn cô, ánh mắt chất chứa sự ân hận. Cảm ơn con, mà con đang có thai đấy, sao con không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đã? Cô nở ra nụ cười, tay cầm bát súp ngồi xuống bên cạnh. Con không sao đâu, con khỏe mà, để con đút cho bác ăn. Dù sao thì bà cũng là mẹ của Hải Đăng, cô yêu anh nên càng không muốn anh khó xử khi mà đứng ở giữa. Nếu cứ mãi gay gắt với bà, mẹ chồng nàng dâu không thể nào hòa thuận, gia đình cũng không trọn vẹn. Hơn nữa bây giờ bà đã dễ chịu với cô hơn so với trước kia rất nhiều. Hải Đăng thì cũng chiều chuộng, yêu thương cô hết lòng. Thôi thì 9 bỏ làm 10, cứ suy nghĩ tích cực và bao dung khi còn có thể để tâm được bình yên, rồi mọi chuyện dần dần trở nên tốt đẹp mà thôi. Cô thổi thổi muỗng súp rồi cẩn thận bón cho mẹ chồng. Bác cố gắng ăn một chút nha. Bà mở miệng, lần đầu tiên chịu ăn món do cô nấu. Trước đây cứ không ngừng chê bai, dù cô nấu thế nào cũng bảo vừa nhìn thôi đã thấy không ngon rồi. Súp có vừa miệng không ạ, thưa bác? Lộ phu nhân bất chợt nắm tay cô, ánh mắt rưng rưng, lộ rõ sự ân hận vì cách hành xử sai trái trước đây của mình. Ngon lắm, con nấu rất ngon. Linh Đan có chút ngạc nhiên, không ngờ người mẹ chồng vốn dĩ chưa từng đặt cô trong mắt, hôm nay lại có thể dịu dàng với cô như thế này. Con à, hôm nay bác... À không, hôm nay mẹ muốn xin lỗi con về những chuyện đã qua. Những ngày qua mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, mẹ nhận ra bản thân mình đã quá phiến diện, ích kỷ khi mà không nghĩ đến cảm nhận của con. Trong khi con ngoan hiền như vậy, mẹ lại chưa từng biết trân trọng. Mẹ xin lỗi, bỏ qua cho mẹ có được không? Suốt bao nhiêu năm qua, kể từ khi mà cưới anh đến lúc ly hôn và đến tận giây phút này, lần đầu tiên cô được bà xưng hô là mẹ con dịu dàng đến thế. Thật tâm, cô không phải là người hẹp hòi, chỉ là cô cố gắng tỏ ra cứng rắn, không muốn bị ảnh hưởng bởi lời nói nặng nề và thái độ khó chịu từ bà thôi. Giờ đây bà nhận ra điều đúng đắn, biết trân trọng người con dâu mà trước đây mình luôn luôn ghét bỏ, thì cô chẳng có lý do gì để không hòa thuận với bà. Dạ, mọi chuyện đã qua rồi, bác đừng bận lòng thêm nữa. Bà đưa tay vén tóc cô, cử chỉ ân cần khiến cô thoáng chốc nhớ về người mẹ quá cố và cả sự ra đi bi thảm đầy bí ẩn của mẹ cô. Nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của cô, Lộ phu nhân lên tiếng hỏi: "Con sao thế, Linh Đan? Sao con lại khóc?" Cô vội vàng đưa tay gạt dòng lệ, nén bi thương vào trong lòng. "Dạ, không có gì đâu ạ. Tự dưng con thấy hơi xúc động thôi." Bà đặt tay lên vai cô, bây giờ bà thật tâm rất trân quý người con dâu ở trước mặt. "Sao con vẫn gọi là bác thế? Nghe xa cách quá. Dù sao thì con và Hải Đăng cũng đã trở về bên nhau rồi, con phải gọi mẹ chứ." Linh Đan nở ra nụ cười. Ngay lúc này đây, cách cư xử của bà dành cho cô đã thật sự thay đổi. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng thì bà đã chấp nhận cô là con dâu rồi. "Dạ vâng ạ, con biết rồi, thưa mẹ." Lộ phu nhân nở ra nụ cười rất tươi. Đúng lúc này có tiếng mở cửa vang lên. Hải Đăng sau khi mà tan làm đến bệnh viện, anh đi về phía giường bệnh, nhẹ nhàng chạm tay lên tóc của cô. "Em chưa ăn bữa chiều có đúng không? Lát nữa anh đưa em đi ăn nhé." Thấy mẹ mình vẫn ổn, sắc mặt tươi tắn, chỉ là cổ đang được cố định bởi băng nẹp, khá khó chịu vì chưa quen. "Mẹ còn đau lắm không?" Lộ phu nhân mỉm cười. "Không sao, chỉ là đeo cái nẹp này nên thấy không quen. Mà vợ con đang có thai đấy, ở trong bệnh viện lâu không tốt. Đưa con bé về nghỉ ngơi đi, lát nữa ba vào đây với mẹ rồi, còn có cả dì Chi ở đây mà." Nghe bà gọi Linh Đan là vợ của anh, Hải Đăng cảm thấy rất nhẹ lòng. Xem ra mẹ mình đã không còn ác cảm với cô như trước đây. Sau cùng thì chuyện tình cảm này cũng nhận được sự ủng hộ từ bà rồi. Dì Chi đang ngồi ở một góc xem TV, nghe như vậy cũng lên tiếng. "Đúng vậy,
Có tôi lo cho phu nhân rồi, cô cậu cứ yên tâm mà về đi. Anh biết cô ở đây nhiều tiếng đồng hồ với mẹ mình, nên cũng định đến đây đón vợ về nghỉ ngơi. Cô rất hiểu chuyện, nghe tin mẹ anh bị tai nạn, lật đật chạy đến bệnh viện, không hề so đo những xích mích trước đây. Phẩm chất này của Linh Đan khiến cho người làm mẹ chồng giống như Lộ phu nhân cảm thấy xấu hổ. Thời gian qua, cô lo bận rộn với công việc và chăm con nên ít khi về nhà thăm Hàn lão gia. Hôm nay cô đưa Tiểu Phi đến chơi cùng với ông ngoại, sẵn tiện đích thân dọn dẹp nhà cửa cho ba thân yêu. Bước vào trong phòng kho, trái tim cô chợt nhói lên khi mà nghĩ về những khoảng ký ức đau buồn. Dù nói là căn phòng chứa đồ cũ, nhưng bên trong vẫn tươm tất, gọn gàng. Sàn nhà được lót thảm, tường cũng được sơn phủ tỉ mỉ, chẳng khác gì phòng ngủ đẹp mắt. Chỉ là ít có người vào dọn dẹp nên cảnh vật bên trong khá cũ thôi. Mọi thứ trong phòng đều được giữ đúng vị trí như lúc mà mẹ cô vẫn còn sống. Chính vì vậy ba cô không muốn làm chúng xê dịch quá nhiều, luôn luôn tự tay vào trong phòng dọn dẹp, không chịu để cho người làm động tay động chân. Do giờ đây ba cô tuổi đã cao, vẫn còn ham công tiếc việc, lâu lâu có công trình ông vẫn nhận, từ đó cũng không có nhiều thời gian dọn dẹp nơi này thường xuyên. Căn phòng kho trước đây vốn dĩ là phòng làm việc tại gia của mẹ cô, là nơi mẹ cô yêu thích nhất, để cho bà có thể thỏa sức vẽ tranh và sáng tạo. Trong lòng cô, người mẹ này của mình là một họa sĩ tài hoa, hết lòng yêu thương con gái. Nhưng bà chẳng may đoản mệnh mất sớm. Khi bà mất đi, cô chỉ vừa tròn 17 tuổi. Nhìn những bức tranh mà mẹ cô vẽ trên khung canvas được đặt khắp nơi ở trong phòng, mà bất giác cô đưa tay cầm lấy bức tranh đặt trên sàn. Lớp bụi thời gian đã nhuốm màu lên bức vẽ, thi thoảng vẫn được lau dọn, nhưng mỗi lần bám bụi sẽ khiến cho bức tranh dần dần trở nên xưa cũ. Có điều đường nét trên bức tranh, từng đường nét trên bức tranh vẽ tĩnh vật này vẫn vẹn nguyên sự sắc sảo tinh tế, nhìn qua thật khó nhận biết đây là ảnh vẽ hay là ảnh chụp. Bởi hoa tay của mẹ cô xuất sắc, bà có thể vẽ được tất cả các thể loại tranh, và những bức họa đó luôn được bán với giá rất cao. Cô dùng khăn phủi đi lớp bụi, không dám dùng lực trà sát để lau vì sợ ảnh hưởng đến màu sắc của bức tranh. Đối với cô, tất cả những bức vẽ của mẹ cô là những di vật vô giá. Nhìn ngắm lại tổng quan căn phòng, lòng cô bồi hồi nhớ lại vô vàn những ký ức lúc mẹ cô còn sống. Cô bước đến cạnh chiếc bàn gỗ, nơi mẹ cô hay ngồi suy nghĩ suốt nhiều giờ lên ý tưởng cho các bức tranh, lau sạch mặt bàn và các vật dụng. Rồi cô đưa tay mở hộp tủ xem những món đồ bên trong. Ánh mắt cô tập trung nhìn vào chiếc điện thoại đã cũ, được đặt trên cùng của vài cuốn tiểu thuyết có chung tựa đề We Out in the Dark. Cô tự dưng nhớ lại, đây chính là những quyển tiểu thuyết trinh thám mà mẹ cô yêu thích của tiểu thuyết gia Tịnh Âu. Cô xem kỹ hai chồng sách đặt cạnh nhau trong hộp tủ, có tổng cộng là 9 quyển. Mẹ cô đã mua gần như là trọn bộ của tập tiểu thuyết này. Mẹ cô rất thích truyện của vị tác giả Tĩnh Ân, cho nên đã từng để tâm đôi chút. Cô biết rõ bây giờ ông đã giải nghệ. Sau khi mà viết nốt quyển thứ 10, cũng là tập cuối cùng của bộ tiểu thuyết We Out in the Dark. Nhưng tiếc thay, khi mà tập thứ 10 xuất bản, mẹ cô đã mất, không có cơ hội đọc nó. Bỏ qua những quyển tiểu thuyết, cô cầm chiếc điện thoại của mẹ lên xem. Qua thời gian lâu như vậy, nó chắc chắn đã hết pin rồi. Cô không thể nào khởi động điện thoại, càng không tìm thấy dây sạc. Có lẽ sau khi mẹ ra đi, đồ đạc của bà cũng được thu dọn. Quá trình đó cũng đã làm mất dây sạc rồi cũng nên. Cô nhớ mẹ có hai chiếc điện thoại, một chiếc được mẹ mang theo lúc đi công tác và bị hỏng khi bà gặp tai nạn xe. Đây là chiếc điện thoại thứ hai được bà để ở nhà. Thật ra rất lâu rồi cô không mở hộp tủ ra xem, cũng như bước vào trong căn phòng chất chứa đầy kỷ niệm này. Mẹ mất, cô chỉ vừa mới 17 tuổi, học xong cấp 3, lên đại học, sang nước ngoài du học vài năm, về nước không bao lâu thì kết hôn cùng với Hải Đăng
và bắt đầu xảy ra quá nhiều chuyện. Sau khi ly hôn, cô lựa chọn dọn ra ở riêng thay vì trở về sống cùng ba, bởi vì cô không muốn ông nặng lòng thêm nữa, cũng như muốn bản thân mình tự lập, mạnh mẽ nuôi con trai, không muốn phiền ba mình chăm cháu cực khổ. Cô nhìn chiếc điện thoại trên tay, bất giác bỏ nó vào trong túi quần. Dường như linh cảm mách bảo cô nên tìm cách khám phá những bí ẩn nằm trong chiếc điện thoại cũ kỹ này. Trở về nhà, cô nằm suy tư trong vòng tay của Hải Đăng. Bất giác, nụ hôn của anh giống như kéo cô trở về với thực tại. Em đang nghĩ gì à? Cô xoay người vòng tay ôm lấy anh, vùi mình vào trong lồng ngực rắn chắc, cảm giác bình yên vô cùng. Em đang nghĩ về mẹ thôi. Anh có chút ngạc nhiên. Mẹ của em sao? Cô gật đầu. Đúng vậy, hôm nay em về nhà thăm ba. Trong lúc dọn dẹp thì thấy di vật của mẹ, cảm giác nghẹn ngào và nhớ mẹ. Anh hôn lên trán của cô. Anh chỉ từng gặp qua mẹ cô một lần, vào những lần học phụ huynh năm lớp 10. Thời gian đã rất lâu về trước, anh cũng không còn nhớ rõ mặt của bà. Tai nạn thảm khốc của bà, anh đã từng đọc qua ở trên báo. Bà gặp tai nạn giao thông trên đường đèo, xe tông thẳng vào vách núi, bị bốc cháy. Bà tử vong trước khi mà có người kịp phát hiện và đưa bà đến bệnh viện. Anh ôm chặt Linh Đan, đặt nhẹ tay lên bụng của cô. Anh tin rằng mẹ sẽ luôn luôn phù hộ cho em và mong em có cuộc sống hạnh phúc. Cô nhìn anh, hôn nhẹ lên môi anh. Anh mỉm cười, được vợ chủ động hôn là cảm giác vô cùng sung sướng. Anh nhân tiện cơ hội tiếp tục môi đan môi, nhẹ nhàng chiếm lấy hai cánh môi mềm mại, tận hưởng dư vị của đối phương. Ngày hôm sau, cô đến cửa hàng di động để tìm mua dây sạc cho chiếc điện thoại cũ kỹ. Sau khi xem xét, họ nói rằng mẫu điện thoại này đã quá cũ, chỉ thịnh hành tầm 10 năm về trước, bây giờ đã ngưng sản xuất. Ở chỗ họ không có dây sạc phù hợp. Cô cố gắng đi thêm vài cửa hàng nữa, nhưng mà kết quả vẫn không tìm được dây sạc mà cô cần. Định trở về nhà thì nhận điện thoại từ Nhã Khanh. Ban đầu cô còn nghĩ rằng cô ấy muốn rủ cô đi chơi. Cho đến khi nhấc máy thì vô cùng bất ngờ nghe cô ấy nói: "Này này, cậu đã xem tin tức mới nhất về Bối Trúc Kiều chưa?" Cô giống như người đang ở trên mây, sáng giờ lo đi tìm mua dây sạc nên nào có thời gian lên mạng đọc tin tức đâu. "Chưa xem, có chuyện gì sao?" Giọng nói của Nhã Khanh có chút khẩn trương. "Cô ta bị đánh ghen đấy. Bây giờ tin tức lan truyền khắp nơi trên các mặt báo. Cậu mau lên mà xem." Chỉ mới có buổi sáng cô không lên mạng mà đã xảy ra chuyện nóng như vậy sao? Cô tắt máy, nhanh chóng mở cửa xe bước vào trong, rồi lập tức lên mạng tìm tin tức mới nhất của Bối Trúc Kiều. Hàng chục trang thông tin đưa tin rầm rộ, khiến cho cô chóng cả mặt. Tiêu đề của các bài báo đều xoay quanh vấn đề trà xanh. Nữ người mẫu Bối Trúc Kiều bị phát hiện cặp kè đại gia đã có vợ Lưu Sinh. Tiểu tam Bối Trúc Kiều bị chính thất đánh ghen. Clip cực gay cấn. Vợ đại gia Lưu Sinh dạy dỗ tiểu tam Bối Trúc Kiều sau câu nói đầy thách thức: "Vì bà già, bà xấu nên bị chồng bà cắm sừng là đúng." Cô sững sờ, đọc kỹ lại nội dung của các bài báo. Chuyện này chỉ vừa được đăng tải vào sáng nay, không ngờ lại có sức lan truyền mạnh mẽ như vậy. Hôm qua, nữ người mẫu Bối Trúc Kiều và đại gia Lưu Sinh bị vợ của ông ấy bắt gặp khi mà cả hai người đang cùng nhau gian gian díu díu tại khách sạn Kim Cương. Vợ của vị đại gia này đi cùng một nhóm người, cùng nhau xông vào tận phòng khách sạn để bắt gian tại trận và quay clip. Bây giờ đoạn clip này đang được lan truyền trên các trang mạng xã hội với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Hàng trăm ngàn bình luận đã để lại phẫn nộ, thất vọng về nữ người mẫu. Đây chắc chắn là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Bối Trúc Kiều. Linh Đan đọc xong tin tức, nắm được ý chính, cũng chẳng biết nói thế nào về người phụ nữ đó. Dại khờ nhất là va vào đàn ông đã có gia đình mà. Hơn nữa, cô ta cũng biết rõ đại gia Lưu Sinh đã có vợ con, vẫn đâm đầu vào vì ham mê tiền bạc.
Kết quả này quả thật là do cô ta tự chuốc lấy mà thôi. Cô tắt điện thoại, lái xe đến công ty để gặp Hải Đăng. Điều quan trọng bây giờ đó là cô ta là người mẫu đại diện cho công ty Juhe. Bê bối lần này của bố Trúc Kiều e rằng ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của công ty. Chuyện này có khác nào con sâu làm dầu nổi canh đâu. Từ khi xảy ra sự việc này, tất cả lịch trình của bố Trúc Kiều có liên quan đến công ty đều bị Juhe hủy bỏ. Cách giải quyết duy nhất và hợp lý nhất của công ty đó chính là hủy hợp đồng. Mấy hôm nay bố Trúc Kiều cũng không dám ra ngoài, nhốt mình trong nhà. Sau khi bê bối trà xanh nổ ra, cô ta đang phải gánh chịu vô số búa rìu từ dư luận. Trong phòng thiết kế, Linh Đan đang vui vẻ trao đổi về mẫu trang phục với nam diễn viên Chu Dân. Cách đây nửa tháng, anh ta ký hợp đồng trở thành người đại diện thời trang nam của Juhe. Anh vô cùng hào hứng với bộ sưu tập lần này. Lâu rồi anh em mình mới có dịp hợp tác đấy. Linh Đan nở ra nụ cười. Trước đây cô đã từng làm việc với Chu Dân trong các show diễn thời trang. Cô và anh quen biết nhau cũng được vài năm rồi. Ngày cưới của cô và Hải Đăng anh cũng có tham gia. Vâng, thời gian trôi nhanh thật đấy. Mà sẵn đây cho em lấy số đo của anh nhé, anh Chu Dân. Chu Dân nhiệt tình hợp tác. Làm việc với anh cô cảm thấy rất thoải mái. Khác hoàn toàn khi làm việc với bố Trúc Kiều, ức chế đến mức muốn trầm cảm luôn. Cô đo chiều dài tay chân, lúc đo đến phần eo thì có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Trong phòng, ngoài cô và Chu Dân còn có vài nhân viên khác cũng đang làm việc. Hải Đăng bước vào trong, nhân viên khác thấy anh lập tức cúi đầu chào, trừ nóc nhà quyền lực của anh thì không. Chu Dân lúc nào cũng cởi mở, vui vẻ với bạn bè. Anh ta lên tiếng. Tôi định lấy xong số đo thì đi tìm cậu đấy. Muốn cùng cậu ăn bữa trưa. Hải Đăng cũng vỗ vai của anh bạn. Hai người lâu ngày gặp nhau, anh và Chu Dân vốn dĩ xem nhau là người nhà vô cùng thân thiết. Tôi cũng muốn mời cậu đi ăn đây. Lâu ngày rồi mới gặp cậu, Chu Dân. Anh nhìn về phía của Linh Đan. Ánh mắt lúc nào cũng si mê vợ đến dại khờ. Lát nữa em đi ăn cùng với anh và Chu Dân được không? Cô gật đầu, quay sang nói với Chu Dân. Còn số đo vòng eo nữa là xong rồi đấy. Linh Đan vừa định vòng tay luồn thước dây qua eo của Chu Dân thì Hải Đăng đã lập tức nắm cánh tay của cô ngăn cản. Để anh đo cho, để anh làm cho. Cô nhíu mày. Thấy hành động gấp gáp của anh, tự dưng khó hiểu. Anh sao thế? Chu Dân bật cười. Anh ta liền nhận ra hũ giấm chua đang hiện hữu ở trước mặt mình. Hải Đăng cầm thước dây vòng qua eo Chu Dân, nhân cơ hội mà Chu Dân nói nhỏ. Cậu ghen sao? Trông cậu ghen buồn cười thật đấy. Bị nói trúng tim đen, Hải Đăng trợn siết mạnh thước dây. Chu Dân tròn mắt nhìn Hải Đăng. Này này, đau đấy. Cậu đo eo tôi chứ có phải là gói bánh chưng đâu. Linh Đan khoanh tay tựa lưng vào bàn làm việc, không hiểu chồng mình đang làm trò gì nữa. Trẻ con thật đấy. Linh Đan không tìm được dây sạc phù hợp cho chiếc điện thoại. Trong lòng cô canh cánh khó chịu. Cô cầm điện thoại của mẹ trên tay, ngắm nhìn hồi lâu, nhưng chỉ cảm thấy vô cùng bế tắc. Hải Đăng thì thấy vợ mình mấy ngày nay cứ nhìn vào chiếc điện thoại cũ rồi thẫn thẫn thờ thờ. Anh bước đến ngồi bên cạnh cô, không quên vòng tay ôm cô vào trong lòng, cầm chiếc điện thoại lên xem thử. Loại này là điện thoại đã cũ rồi, bây giờ không còn sản xuất nữa thì phải. Cô tựa đầu vào trong lồng ngực của anh. Đúng vậy, em đã đi hỏi rất nhiều cửa hàng rồi, nhưng mà không nơi nào có bộ sạc của điện thoại này. Anh suy nghĩ một chút rồi nói với cô. Máy này đã cũ, lại còn không dùng trong thời gian dài. Anh nghĩ cho dù em có mua được dây sạc thì cũng không thể nào khởi động được đâu, Linh Đan. Cô chợt nhận ra anh nói có lý. Cô chỉ nghĩ đến việc tìm cách sạc được pin điện thoại mà quên mất điều này. Đã lâu như vậy, có lẽ chiếc điện thoại này không dùng được nữa thật. Nhưng mà em muốn xem nội dung bên trong điện thoại của mẹ, xem như là lưu lại kỷ niệm. Nếu như không dùng được thì đành chịu thôi.
Chồng cô có vẻ buồn, anh cố gắng tìm cách cứu vãn, muốn thực hiện mong muốn của vợ, dù chuyện này dường như có chút khó. Anh có một người bạn là thợ sửa điện thoại đấy, để anh hỏi cậu ta thử xem thế nào. Cô ngước mắt nhìn chồng rồi hôn lên má. Đây, thưởng cho anh nhé. Anh mỉm cười, mặt dày quay sang, đưa má còn lại kề sát mặt cô. Còn bên này nữa chứ? Cô ngượng ngùng, nhẹ nhàng hôn lên má của anh. Mỗi lần có cơ hội, người đàn ông này đều rất biết nắm bắt. Chồng cô bây giờ càng ngày càng tiến bộ rồi. Sau vài ngày chờ đợi, cuối cùng thì cô cũng nhận lại chiếc điện thoại. May mắn thay, khi mà cửa hàng người quen của Hải Đăng vẫn còn lưu giữ những bộ sạc của dòng máy cũ. Ngoài ra thì họ đã thay pin điện thoại và sửa chữa lại để cho chiếc điện thoại cũ có thể sử dụng. Tuy nhiên, chỉ là dùng tạm mà thôi. Hải Đăng tranh thủ giờ nghỉ trưa, trở về nhà đưa điện thoại cho vợ. Dùng cơm xong cùng vợ thì lại đi làm. Linh Đan ở nhà mở điện thoại lên xem, nhưng điện thoại này có cài mật khẩu. Màn hình khóa điện thoại là ảnh của cô hồi cô còn nhỏ. Trong lòng dâng lên cảm giác nhớ nhung mẹ của mình vô cùng. Mật khẩu là gì chứ? Cô bấm thử ngày tháng năm sinh của mẹ, nhưng không đúng. Cô thử lại với sinh nhật của ba cô và của cô, nhưng cũng không đúng. Gia đình cô vốn dĩ rất tôn trọng quyền riêng tư của nhau, nên chẳng bao giờ hỏi mật khẩu điện thoại của người khác, cũng chưa từng dùng chung điện thoại. Thế cho nên cô thật sự không biết mật khẩu. Hơn nữa, cái này cũng đã lâu rồi, dù có từng biết qua thì cũng không nhớ nổi. Tiểu Phi bé nhỏ đang ngồi chơi ở trên giường, cầm món đồ chơi bò vào trong lòng của mẹ. Cô mỉm cười ôm con trai, hôn lên cái má phúng phính của con. Chợt cô nhớ đến những đoạn clip trước đây cô đã quay khi mà ra ngoài cùng với mẹ. Để lưu giữ kỷ niệm, cô đã đăng những đoạn clip đó lên tài khoản mạng xã hội của mình để chế độ chỉ mình tôi, để có thể lưu giữ những kỷ niệm về mẹ mình. Khi thấy nhớ mẹ, cô có thể tìm và xem lại bất kỳ lúc nào. Cô ôm con trai và trong lòng mở laptop tìm những clip ngày xưa cô đã quay lại khi ăn uống cùng mẹ. Sau một hồi tìm kiếm, cô ấn vào rất nhiều đoạn clip để xem thử. Đến khi mà xem trúng đoạn clip được ghi lại cách đây hơn 10 năm. Lúc đó cô và mẹ đến siêu thị, khi món ăn vừa được dọn lên, cô đã nhí nhảnh quay lại một đoạn clip, chủ yếu là để cho vui. Trong clip cô tự quay chính mình, ở đằng sau là mẹ cô đang bấm điện thoại. Sau đó cô đổi camera sau và quay bàn ăn. Cô ấn dừng clip, tua lại đoạn mẹ cô ấn điện thoại, rồi chỉnh chế độ phóng to. Bà đang thao tác mở máy, có điều clip này không được sắc nét cho lắm. Cô lấy bút ra, ghi nháp dãy số mà cô lờ mờ thấy được mẹ cô đã bấm thông qua clip. Sau vài lần ghi chép, cô thu được một số kết quả, bấm thử những dãy số ghi được nhưng mà toàn báo sai mật khẩu. Sau 5 lần ấn sai, điện thoại tạm thời đã bị khóa. Trong lúc chờ điện thoại hết vô hiệu hóa, cô xem lại đoạn clip thêm vài lần. Vì góc quay này khiến cho màn hình điện thoại bị chói sáng, cho nên cô càng không nhìn rõ, chỉ có thể dựa vào vị trí từ các ngón tay của mẹ để mà suy đoán con số. Cô đã bắt đầu nắm được chính xác vị trí của các con số, cầm điện thoại thử lần nữa. Kết quả đã mở được điện thoại thành công. Hình nền được để là hình ảnh trong tiểu thuyết Way Out in the Dark. Có vẻ như mẹ cô cực kỳ yêu thích tập tiểu thuyết trinh thám này. Cô vào xem hình ảnh, muốn xem lại những ảnh chụp trước đây. Là vài tấm ảnh mẹ cô tự chụp selfie. Cô mỉm cười xem gương mặt xinh đẹp của bà. Lướt xuống bên dưới, cô thấy rất nhiều ảnh chụp của bức tranh hoa ly. Đây cũng là món quà sinh nhật cuối cùng bà tặng cô năm cô 17 tuổi. Sau sinh nhật của cô không lâu thì mẹ qua đời. Ảnh chụp lại bức tranh từ giai đoạn đang lên ý tưởng cho đến quá trình vẽ và khi mà đã hoàn thành. Bức tranh hoa ly 3D được tạo hình hoa nổi bằng bột thạch cao. Sau đó mẹ cô sẽ dùng tài năng hội họa tô vẽ cho những cánh hoa sống động y như những bông hoa thật. Cô còn nhớ trong tấm thiệp sinh nhật cuối cùng
cô được nhận từ bà. Bà đã viết một dòng chữ in đậm: món quà này chứa đựng điều vô giá, mẹ dành rất nhiều tâm huyết. Từng cánh hoa mang theo sứ mệnh đặc biệt. Năm đó cô chẳng nghĩ gì nhiều, đơn thuần hiểu mẹ muốn nhắn nhủ rằng bà đặt rất nhiều công sức làm ra món quà này, mong muốn cô hãy giữ gìn bức tranh thật là kỹ. Trong lúc bâng khuâng suy nghĩ, cô nhìn thấy một đoạn clip ghi lại quá trình đắp bột thạch cao để tạo hình hoa ly. Một điều gì đó khác lạ đã va vào trong mắt của cô. Dường như mẹ cô đã đặt một món đồ nào đó vào bên cạnh cánh hoa ly, rồi dùng thạch cao che đậy. Khoan đã, cô tua đi tua lại, nhìn chăm chú hơn, cô thắc mắc, rốt cuộc món đồ đó là gì cơ chứ? Linh Đan trở về nhà của ba mình. Hàn lão gia rất ngạc nhiên khi mà con gái đột ngột đến. Thông thường cô sẽ gọi điện báo trước rồi mới đến đây. Mà bây giờ trông thái độ vội vội vàng vàng của cô càng khiến cho ông nhận thấy có điều bất thường. Bước vào trong phòng ngủ trước đây của cô, bức tranh hoa ly mẹ cô tặng vẫn đang được treo trên tường. Cô đứng lên giường với tay tháo bức tranh xuống, cẩn trọng tách bề mặt kính ra để lộ phần bức vẽ thạch cao sắc sảo. Cô mở lại đoạn clip là bông hoa ly nằm ở góc ngoài cùng bên trái có chứa vật gì đó. Lúc này cô mới để ý màu sắc của bông hoa ly đó có phần đậm hơn những bông hoa còn lại. Phải chăng là mẹ cô cố tình để lại dấu vết? Càng ngày cô càng nhận ra chuyện này dường như không đơn giản. Trong bức tranh tuyệt đẹp lại được làm rất kỳ công, cô thật sự là không nỡ khiến cho nó bị phá hỏng. Nhưng mình nghĩ lại, việc kỳ lạ cô xem được thông qua clip lỡ như là một lời nhắn nhủ hay là một điều gì đó đặc biệt mà mẹ cô để lại thì sao chứ? Nhất định cô phải làm cho rõ. Cô lục tìm cây kéo, hướng mũi kéo đến gần bông hoa ly đặc biệt trên bức tranh. Cô vẫn còn có chút tiếc nuối trong lòng. Hành động này có khác nào đang phá hoại tác phẩm nghệ thuật của mẹ đâu. Nhưng sau một phút đắn đo, chần chừ, cô đã nghe theo lý trí, thẳng tay để mạnh mũi kéo vào trong bông hoa. Lớp thạch cao khá dày và cứng, chỉ ấn một lần thì không thể nào làm vỡ thạch cao. Chỉ có vài mảnh vụn nhỏ bắt đầu vương vãi ở vị trí xung quanh. Cô có chút khựng lại, nhưng dù sao cũng lỡ làm rồi, không thể nào bỏ giữa chừng. Cô tiếp tục chọc thủng lớp thạch cao, vật được che đậy dần dần ló dạng. Cô nhìn thấy phần trồi ra của một túi nhựa nhỏ. Cố gắng thêm một chút nữa, cô phá vỡ cả bông hoa, thành công lấy được túi nhựa ra bên ngoài. Phủi phủi những mảnh thạch cao bám ở bên ngoài túi nhựa màu đen, nhỏ bằng nửa lòng bàn tay. Cô nhận ra bên trong có chứa một thẻ nhớ nhỏ. Cô lấy thẻ nhớ ra, cau mày khó hiểu, sự tò mò bủa vây trong tâm tư của cô. Linh Đan trở về nhà, vội vàng đặt thẻ nhớ vào trong laptop để xem dữ liệu bên trong là cái gì. Là một đoạn clip, mở đầu là hình ảnh dẫn đến một căn phòng. Cô có nghe thấy giọng nói của mẹ cô, nhưng không thấy bà đâu, chỉ thấy vóc dáng từ ngực trở xuống của một người đàn ông. Theo góc máy này, cô dự đoán người quay đã đeo máy ảnh ở trên lồng ngực của mình, nên không thể nào quay thấy mặt người đi cùng. Cô suy đoán người giữ máy quay có thể là mẹ cô. Điều bí ẩn chỉ mới vừa bắt đầu, chuyện tiếp theo sẽ khiến cho cô rất sốc. Máy quay dần dần di chuyển đến trước một căn phòng. Người đàn ông đi bên cạnh mở cửa rồi cùng mẹ cô bước vào. Bên trong có vài người đàn ông đang chờ sẵn. Cô theo hình ảnh ghi lại được từ góc máy mà suy đoán mẹ cô đang ngồi xuống đối diện những người đàn ông xa lạ. Giọng nói của bà cất lên là vài lời chào hỏi. Lúc nãy khi mẹ cô đứng, cô đã thoáng nhìn được mặt của những người đàn ông vừa mở cửa phòng ra. Đến khi mà bà ngồi xuống thì cô chỉ có thể thấy từ lồng ngực trở xuống. Nhưng bất chợt cô nhận ra người đàn ông đi cùng mẹ cô từ bên ngoài cho đến khi vào trong phòng, giọng nói này khá quen thuộc. Cô cảm thấy tức giận vì máy quay được đặt ở tầm thấp cho nên cô không thấy rõ mặt của ông ta. Sự thông minh, nhanh trí đã giúp cô nhận ra một điều, mẹ cô đang quay lén. Đúng vậy, bà đang quay lén bằng camera giấu kín trước ngực
cho nên mới không thể nào lia máy như ý muốn của mình. Cô dự đoán có lẽ mẹ cô đã dùng loại máy ảnh được ngụy trang thành một chiếc khuy áo cài ở trước ngực, hoặc giống như hình dạng của chiếc cúc áo để mà tránh bị phát hiện ra. Nhưng bây giờ mọi phân tích này chỉ đang dừng lại ở suy đoán của cô mà thôi. Diễn biến tiếp theo xảy ra trong đoạn clip khiến cho cô sững sờ. Bọn người kia mở ra một vali có chứa rất nhiều gói bột màu trắng để về phía của mẹ cô và người đàn ông đi cùng bà. Người đàn ông bên cạnh mẹ mở vali tiền rồi đưa ngược trở về bọn chúng. Bọn người đối diện xem xét kỹ số tiền, thấy ổn rồi thì lên tiếng. Đủ rồi. Bên kiểm tiền hài lòng, giọng nói của kẻ nhận hàng cũng cất lên. Hàng đủ rồi, vậy tôi đi trước đây. Mẹ cô đứng dậy trước. Trong khoảnh khắc mà bà xoay người, cô nhìn thấy gương mặt của người đàn ông. Nhưng chỉ trong một giây, ông ta cũng đứng dậy, nên chỉ có thể thấy từ phần ngực. Theo phản xạ đầu tiên khi mà vừa nhìn thấy, cô thốt lên. Sao mà giống ba của Hải Đăng vậy chứ? Trái tim cô đập mạnh vì rối bời, tay run run, cô chỉnh lại vài lần để mà xem kỹ khoảnh khắc nhìn thấy thấp thoáng gương mặt của người đàn ông. Trông vô cùng giống Lộ lão gia. Cho dù đoạn clip này chắc chắn được quay hơn 10 năm trước, nhưng mà gương mặt của ông vẫn không thay đổi quá nhiều. Không thể nào, sao có thể như vậy chứ? Sao ba chồng của mình lại có liên quan đến mẹ được? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 3 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.